Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 189. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của chàng trai kia bay vào tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, bên trong đó chỉ có một bản đồ. Bản đồ. Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn người đàn ông áo bào đen phía xa, đây là bản đồ gì vậy? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên cười nói, ta không thích hỏi lại lần thứ hai. Người đàn ông áo bào đen trầm giọng nói, bản đồ của di tích thần vương. Di tích thần vương. Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, biết rồi. Bây giờ bản đồ này đã thuộc về đệ nhị tộc ta. Ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, lúc này, gã ta vô cùng khiếp sợ. Tại sao đệ nhị tộc lại biết đến chuyện bản đồ? Người đàn ông này xuất hiện ở đây không phải trùng hợp, mà là đã có dự tính từ trước. Diệp Huyên xoay người rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Diệp Huyên đi không lâu, một ông lão xuất hiện, ông lão nhìn người đàn ông, trầm giọng hỏi, Lý Phong, bản đồ kia đâu? Người đàn ông tên Lý Phong trầm giọng nói, bị người của đệ nhị tộc cướp đi rồi. Đệ nhị tộc. Ông lão nhíu mày, sao đệ nhị tộc lại biết đến chuyện của bản đồ? Lý Phong lắc đầu, ta không biết, hắn vừa mới giết người của tiên gia. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, còn giết cả người của tiên gia. Nói đến đây, ông ta nhìn Lý Phong, nhưng lại không giết ngươi sao? Lý Phong gật đầu. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, người này muốn gán tội cho đệ nhị tộc. Lý Phong nhìn ông lão, sao lại thế? Ông lão bình tĩnh giải thích, nếu hắn thật sự là người của đệ nhị tộc thì ngươi có thể còn sống chắc. Sở dĩ hắn không giết ngươi là vì muốn gán tội cho đệ nhị tộc. Lý Phong im lặng một lát rồi nói, vậy phải làm sao đây? Ông lão hờ hững đáp, im lặng theo dõi là được. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. Không ngờ lại có người muốn nhằm vào đệ nhị tộc, đúng là thú vị. Tiếc là hắn đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của đệ nhị tộc và tiên gia rồi, bọn họ sẽ không mắc lừa đâu. Ở một nơi khác, Diệp Huyên dừng lại trong tinh không, hắn lấy bản đồ trong nhẫn chứa đồ ra, sau quan sát một lúc, hắn phát hiện hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì. Vì hắn chưa quen thuộc với cổ vũ trụ này, mà vị trí của bản đồ rõ ràng nằm trong cổ vũ trụ. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, bọn họ sẽ đến gây chuyện với đệ nhị tộc chứ? Diệp Huyên cười nói, nếu bọn họ thật sự đi tìm đệ nhị tộc thì ta lãi to, còn nếu không tìm thì ta cũng không lỗ. Đúng không? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, thông minh. Diệp Huyên cười to, sau đó chợt biến mất. Một canh giờ sau, hắn gần như đã hiểu rõ cổ vũ trụ. Vũ trụ này có bốn thế lực hàng đầu, lần lượt là tiên gia, thần tông, đệ nhị tộc và tăng môn. Thật ra ngoài bốn thế lực này còn có một thế lực nữa. Chính là cổ sát tộc, tổ tiên của cổ sát tộc chính là người khai thác ra vũ trụ này. Tiếc là sau đó cổ sát tộc dần sa sút, cuối cùng bị bốn thế lực hợp tác tiêu diệt, bây giờ cổ sát tộc đã hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này, Diệp Huyên chợt xoay người, cách hắn không xa có một cô gái chậm rãi đi tới, cô gái mặc đầm dài màu trắng, tóc xõa ngang vai, tay cầm một thanh trường đao màu bạc. Diệp Huyên nhìn cô gái, người của đệ nhị tộc à? Cô gái lắc đầu. Diệp Huyên nhíu mày, vậy cô là? Cô gái nhẹ giọng nói, Diệp công tử, đệ nhị tộc đã phát hiện ngươi đến đây, chẳng những thế, bọn họ còn biết bản đồ kia đã rơi vào tay ngươi, hành động ly gián của ngươi hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Huyên cười nói, không có tác dụng thì không có tác dụng, không có vấn đề gì cả. Cô nương, ta hơi tò mò, tại sao cô lại biết ta? Hình như đây là lần đầu tiên ta đến cổ vũ trụ mà. Cô gái giải thích, trước đây không lâu, một cô gái thiên tài đột nhiên bỏ mạng, cô gái đó tên là Đệ Nhị Tiên, là đối tượng đào tạo trọng điểm của đệ nhị tộc, nhưng cô gái này quá kiêu căng ngạo mạn, một mình rời khỏi cổ vũ trụ đi đến nguyên vũ trụ, sau đó không trở về nữa. Rất rõ ràng là người của nguyên vũ trụ giết nàng ta. So với cổ vũ trụ, nguyên vũ trụ là một vũ trụ cấp thấp, nhưng nơi đó lại có người có thể giết chết nàng ta, người cảm thấy chúng ta sẽ tò mò chứ? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Thế cô nương tìm ta có chuyện gì không? Cô gái chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi không thể một mình chống lại đệ nhị tộc,
đặc biệt là bây giờ, Diệp công tử còn giết người của Tiên gia, hai gia tộc liên thủ, Diệp công tử hoàn toàn không có cơ hội sống. Diệp Huyên cười hỏi, cho nên. Cô gái nhìn thẳng vào Diệp Huyên, hợp tác với chúng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, các cô là. Cô gái đáp, đến lúc đó Diệp công tử sẽ biết thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ rồi xoay người rời đi. Cô gái nhíu mày, sao vậy? Diệp Huyên không nói một lời. Lúc này, một ông lão đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên, ông lão nhìn hắn, tìm đến ngươi là xem trọng ngươi. Đừng có rượu mời không uống, muốn. Còn chưa nói hết câu, giữa cổ họng của ông lão chợt bị một thanh kiếm cắm vào. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra từ gáy ông lão. Diệp Huyên nhìn ông lão đang tỏ vẻ hoảng sợ, cười nói chuyện với ta phải tôn trọng một chút, biết chưa? Dứt lời, hắn quay đầu nhìn cô gái ở cách đó không xa, có phải các cô cho rằng ta rất yếu không? Cô gái! Không thể không nói, lúc này cô gái thật sự rất hoảng sợ. Nàng ta biết Diệp Huyên không yếu, nhưng nàng ta đúng là không ngờ hắn lại mạnh đến thế. Ông lão trước mặt hắn còn là cường giả mệnh huyền cảnh đỉnh cao nữa. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyên, thậm chí ông ta còn không có khả năng phản kháng. Nàng ta biết nàng ta đã đánh giá thấp năng lực của Diệp Huyên một cách nghiêm trọng rồi. Diệp Huyên cũng không giết chết ông lão, chỉ hủy đi thân thể của ông ta coi như trừng phạt. Thể hiện một chút là được rồi, không cần đến mức phải gây thù chuốc oán. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó muốn rời đi. Lúc này, cô gái kia lại nói, Diệp công tử. Chúng ta cũng có thù với đệ nhị tộc, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, đúng không? Diệp Huyên cười nói, cô nương, các người cũng chỉ muốn lợi dụng ta đối phó với đệ nhị tộc hoặc thế lực nào khác thôi, đúng không? Cô gái nghiêm túc đáp, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng lẫn nhau. Diệp Huyên cười nói, ta không thích sử dụng thủ đoạn như thế. Nói xong. Hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Cô gái nhìn Diệp Huyên đi xa, nàng ta im lặng một lát rồi nói, chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Ông lão chỉ còn lại linh hồn ở bên cạnh cũng trầm giọng nói, có phải hắn là cường giả trụ tâm không? Trụ tâm? Nghe vậy, cô gái hơi nhíu mày, không có khả năng lắm, hắn còn quá trẻ. Lúc này, nhưng phát hiện ra điều gì? Ông lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa, hắn đi về phía đệ nhị tộc. Đệ nhị tộc. Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, tên kia cứ thế đi tới đệ nhị tộc ư. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới đệ nhị tộc. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, bây giờ người khác với trước đây rồi. Diệp Huyên cười hỏi, khác chỗ nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, trước đây người sẽ hay ra vẻ, còn người bây giờ trông lợi hại hơn. Diệp Huyên. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện vô số khí thế mạnh mẽ. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, là ngươi giết Tiên Nhi. Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, ông là tộc trưởng của đệ nhị tộc à? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không phải, ngươi vẫn chưa có tư cách được gặp tộc trưởng đâu. Vừa nói xong, đầu ông lão đã lập tức rơi xuống. Không hề báo trước. Máu tươi phun ra như suối. Những cường giả trong bóng tối của đệ nhị tộc đều bối rối. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta có tư cách gặp tộc trưởng của đệ nhị tộc rồi chứ. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Sâu không lường được. Lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên, trong đầu Diệp Huyên lập tức xuất hiện suy nghĩ này, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, chẳng những thế mà hắn còn đang cười nhạt. Trụ tâm cảnh. Người đàn ông trước mắt chính là tộc trưởng đệ nhị viêm của đệ nhị tộc, cũng là một cường giả trụ tâm cảnh chân chính. Đệ nhị viêm nhìn Diệp Huyên, người không sợ ư? Diệp Huyên cười nói, không phải các người tìm ta à, bây giờ ta đích thân đến rồi đây. Đệ nhị viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao ngươi không sợ? Diệp Huyên nhếch môi, ông đoán thử xem. Đệ nhị viêm im lặng một lúc lâu, sau đó... Ông ta đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này tượng trưng cho một vũ trụ. Một đòn đánh ra, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được hơi thở tử vong đang đến gần. Diệp Huyên rất bình tĩnh, hắn chỉ tay một cái, kiếm Thanh Huyên bay lên, nhưng nó cũng không tấn công,
mà lập tức biến thành một khiên kiếm chắn trước mặt hắn. Oanh! Cú đấm kia đánh thẳng lên khiên kiếm. Ầm! Khiên kiếm rung động dữ dội, chân trời lập tức sôi trào, lực lượng mạnh mẽ tràn lan khắp đất trời, vô số cường giả xung quanh liên tục lùi lại, nhưng khiên kiếm kia lại có thể đỡ được cú đấm của đệ nhị viêm. Đệ nhị viêm nhìn khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, ông ta im lặng. Lúc này, khiên kiếm chợt biến thành một tia kiếm quang bay về trong vỏ kiếm của Diệp Huyên. Diệp Huyên tiến lên một bước, chỉ một ngón tay ra. Ong, một tiếng kiếm reo vang lên, một tia kiếm quang lóe lên. Nhất kiếm chảm mệnh. Nhưng hắn không chỉ nhằm vào đệ nhị viêm mà là nhằm vào toàn bộ đệ nhị tộc. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, đệ nhị viêm lập tức híp mắt, tay phải của ông ta nắm chặt lấy kiếm thanh huyên của Diệp Huyên từ phía xa. Ầm. Kiếm thanh huyên của Diệp Huyên lập tức bị một lực lượng bao phủ, cùng lúc đó, lưu thể chi lực vô cùng vô tận lập tức bị lực lượng này vây khốn. Diệp Huyên hơi nhíu mày, đây là lực lượng gì? Sao có thể bao vây lưu thể chi lực của hắn? Lúc này, đệ nhị viêm chợt nói, người đi đi. Đi. Diệp Huyên nhìn đệ nhị viêm, đi á. Đệ nhị viêm gật đầu. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy, không giết ta à? Đệ nhị viêm nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên cười nói với đệ nhị viêm, ta muốn đánh với ông một trận. Chiến đấu với cường giả trụ tâm cảnh. Mục đích thật sự để hắn đến đệ nhị tộc chính là chiến đấu với cường giả trụ tâm cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mệnh huyền cảnh. Hắn đã không còn chút hứng thú nào nữa rồi. Đệ nhị viêm im lặng một lát rồi nói, đổi một nơi khác đi. Diệp Huyên cười đáp, được. Đệ nhị viêm mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một khắc sau, ông ta và Diệp Huyên xuất hiện trong một vung tinh không không biết tên. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó cười nói với đệ nhị viêm, xin chỉ giáo. Đệ nhị viêm gật đầu, sau đó ông ta híp mắt, chắp hai ngón tay kẹp phía trước mặt. Ầm. Trên đầu ngón tay ông ta lập tức xuất hiện một tia kiếm quang. Trảm tương lai. Vào khoảnh khắc giữ lấy tia kiếm quang này, lại có một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện sau gáy ông ta, chẳng những thế, phía sau thanh kiếm này còn có mấy thanh kiếm khác nữa. Lúc này, Diệp Huyên không làm gì cả. Nhưng kiếm của hắn lại ra chiêu trước. Đệ nhị viêm đột nhiên đè tay phải xuống, thời không nơi ông ta đang đứng lập tức biến thành một lá chắn thời không khổng lồ. Lá chắn thời không này chặn lại toàn bộ kiếm của Diệp Huyên. Nhưng khi kiếm thanh huyên của Diệp Huyên chém tới, lá chắn thời không kia lập tức nứt ra, kiếm đâm vào trong, chém thẳng về phía đệ nhị viêm. Đệ nhị viêm hóp mắt, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh tới một quyền. Một quyền như một vũ trụ. Oanh! Thời không trước mặt đệ nhị viêm lập tức biến thành một hố sâu, mà kiếm thanh huyên cũng bị cú đấm đó ép dừng lại. Diệp Huyên im lặng. Cường giả trụ tâm cảnh có thể phòng bị trảm tương lai của hắn. Sao đối phương có thể phòng bị được? Lúc này, đệ nhị viêm đột nhiên xoay tay phải về phía trước. Ầm. Kiếm thanh huyên bị đánh bay. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay về lại trong tay hắn. Một khắc sau, hắn chợt nhảy lên, trong nháy mắt, hắn đã đứng trên đầu đệ nhị viêm, sau đó chém xuống một kiếm. Nhất kiếm chảm mệnh. Chiêu kiếm chém xuống, tinh không xung quanh bắt đầu sụp đổ. Đệ nhị viêm rất bình tĩnh, ông ta giơ tay phải lên. Ầm. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên chém lên cánh tay của đệ nhị viêm, khiến ông ta lùi lại mấy trượng, nhưng ông ta vẫn đỡ được, chẳng những thế, lưu thể chi lực của Diệp Huyên cũng không có hiệu quả với ông ta. Dù tinh không xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng đệ nhị viêm lại không bị làm sao cả. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Chiêu kiếm này của hắn không chỉ có lưu thể chi lực mà còn có lực lượng nghịch thời gian, nhưng đối phương lại có thể đỡ được nó. Đệ nhị viêm ở phía xa nhìn Diệp Huyên, chiêu kiếm này của ngươi, dưới trụ tâm cảnh, không ai có thể đỡ được. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, sao ông có thể đỡ được lưu thể chi lực này? Đệ nhị viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, với thân phận và lai lịch của ngươi, chắc không thể không biết đến bất hủ chi lực đâu đúng không? Diệp Huyên nhíu mày, bất hủ chi lực. Đệ nhị viêm gật đầu, bất hủ chi lực, lực lượng bất hủ, bất diệt bất tử, vĩnh tồn với thời gian. Tuy lưu thể chi lực của ngươi mạnh,
nhưng không thể trải qua bất hủ được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Vậy ông đỡ chiêu trảm tương lai kia của ta như thế nào? Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi nói, với thực lực của ngươi bây giờ, chiêu kiếm đó có thể chém chúng ta vào nửa khắc sau, mà nửa khắc này đủ để ta cảm nhận được nguy hiểm, chỉ cần ta luôn luôn đề phòng, kiếm của ngươi sẽ không giết được ta. Diệp Huyên nhìn Đệ Nhị Viêm, còn gì nữa không? Đệ Nhị Viêm nói, đoán kiếm của ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, đoán kiếm của ta. Đệ Nhị Viêm gật đầu, hai chiêu kiếm này của ngươi đều rất mạnh, có thể nói là dưới cảnh giới trụ tâm cảnh, ngươi là một tồn tại vô địch. Dù là trụ tâm cảnh, ngươi cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên nếu ngươi muốn dựa vào hai chiêu kiếm này để tiêu diệt cường giả trụ tâm cảnh là không thể nào. Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trụ tâm cảnh không yếu như ngươi nghĩ đâu. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta hiểu rồi. Đệ Nhị Viêm chợt nhìn khiên kiếm trước mặt Diệp Huyên, sau đó nói, thanh kiếm này tăng thêm cho ngươi rất nhiều chiến lực, nếu không có nó, ngươi hoàn toàn không thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyên chợt cười nói, vậy thì thử không sử dụng nó xem sao. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức bị Diệp Huyên đưa vào trong tiểu tháp. Thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, thử lại một lần nữa. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn cắm thanh kiếm vào trong vỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tĩnh khí, ngưng thần. Không chỉ có thế mà lúc này, huyết dịch trên người hắn chợt sôi trào, huyết mạch chi lực không ngừng dâng lên, trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm nghìn trượng lấy hắn làm trung tâm lập tức trở thành một biển máu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này, chiến ý trong người hắn cũng đột nhiên kích hoạt. Tinh không rung động. Nhìn thấy cảnh này, Đệ Nhị Viêm ở phía xa hơi nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt, nhẹ giọng nói, Chư Thiên, giúp ta. Trong nháy mắt, thời không của vô số thế giới sôi trào lên, một khắc sau những lực lượng mạnh mẽ kèm theo khí thế dữ dội kéo đến từ Chư Thiên vạn giới, thoáng chốc khiến toàn bộ tinh vực sục sôi, sau đó sụp đổ. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ tay. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, thanh kiếm bay ra. Không phải chảm mệnh, cũng không phải chảm tương lai. Chỉ là một lực lượng thuần túy. Một kiếm chém tới, tinh không lập tức trở nên đen kịt. Đệ Nhị Viêm ở phía xa híp mắt lại, ông ta tiến lên một bước, sau đó đánh tới. Quyền đấu kiếm. Trong nháy mắt. Một tiếng nổ động trời vang vọng từ trong vùng tinh không sụp đổ kia. Bù! Đệ Nhị Viêm bị chém lùi mấy nghìn trượng, lúc dừng lại, trên người ông ta xuất hiện vô số vết nứt, nhưng nó lại hồi phục trong nháy mắt. Đệ Nhị Viêm im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nếu không có huyết mạch chi lực và lực lượng của Chư Thiên vạn giới gia trì, người vẫn không thể uy hiếp đến ta. Diệp Huyên! Diệp Huyên rơi vào một sự im lặng cạn lời. Mẹ nó, không cầm kiếm Thanh Huyên, không uy hiếp được ông, không có huyết mạch chi lực, không uy hiếp được ông, không có sức mạnh từ Chư Thiên vạn giới, không uy hiếp được ông. Làm người có ai lại nói thế này không? Hắn chợt nhận ra khi hắn lựa chọn giữ thể diện thì có người lại vứt nó đi. Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên trở về, cười nói, các hạ, cuộc so tài chấm dứt ở đây thôi. Nói xong hắn xoay người, biến mất ở cuối tinh không. Đệ Nhị Viêm kia cũng không ngăn cản. Sau đó, có một lão già xuất hiện bên cạnh Đệ Nhị Viêm. Người này cũng đã đến trụ tâm cảnh. Lão ta lạnh lùng dõi theo phương hướng Diệp Huyên biến mất, vì sao không ngăn hắn lại? Đệ Nhị Viêm hỏi, người đã thấy một kẻ yêu nghiệt đến vậy bao giờ chưa? Lão già nghe vậy thì sửng sốt. Đệ Nhị Viêm lắc đầu, e rằng ngay cả siêu yêu nghiệt tăng phàm của tăng môn cũng không bằng hắn. Lão già, ý ngươi là kẻ này có người chống lưng. Đệ Nhị Viêm gật đầu, có lẽ là một thế lực lớn mà chúng ta không biết đến. Ngươi nhìn xem những thần thông và kiếm kỹ hắn thi triển khi giao đấu với ta, căn bản không thuộc về thế giới này. Nhất là chiêu kiếm trảm tương lai và thanh kiếm trong tay hắn. Ánh mắt ông ta trở nên nặng nề. Lão già khẽ lắc đầu, nhưng hắn giết Tiên Nhi. Đệ Nhị Viêm nhìn sang, vì sao hắn dám giết? Lão già im lặng. Sao lão ta lại không hiểu ý Đệ Nhị Viêm cho được? Đơn giản thôi,
Sở dĩ Diệp Huyên dám giết đệ nhị tiên là vì hắn căn bản không sợ Bất Nhị tộc. Đệ nhị viêm lại hỏi, vì sao hắn dám một thân một mình đến Bất Nhị tộc ta? Lão già, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Đệ nhị viêm, việc cần làm trước mắt là xác định lai lịch của hắn. Trước khi làm rõ, không ai được phép đụng vào hắn. Sau đó ông ta rời đi. Lão già không phát hiện ra lòng bàn tay phải của đệ nhị viêm đã in hẳn một vết kiếm sâu. Lão ta nhìn về phương xa rồi rời đi. Chấm chấm chấm. Rời khỏi Bất Nhị tộc rồi, Diệp Huyên tìm một vùng vũ trụ an tĩnh, tiến vào tiểu tháp, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Trụ tâm cảnh. Nói hắn không kích động là giả. Bởi vì hắn đã nhận ra mình có khả năng đánh một trận với cường giả trụ tâm cảnh cao cấp nhất vũ trụ này, tuy vẫn không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Hắn còn phải tiếp tục đề cao trảm mệnh và trảm tương lai. Đặc biệt là khi lưu thể chi lực của trảm mệnh đã không còn tác dụng gì với trụ tâm cảnh nữa. Phải tiếp tục nâng cao. Không chỉ trảm mệnh mà trảm tương lai cũng vậy. Một kiếm hiện nay của hắn chỉ có thể chém được tối đa đến nửa khắc của đối phương trong tương lai, nhưng nếu có thể chém đến càng xa hơn nữa thì đối phương liệu sẽ phòng bị được sao? Giờ phút này hắn mới nhận ra trảm tương lai của hắn và của cha có khác biệt rất lớn. Của cha có thể chém vào tương lai rất lâu về sau, nhưng của hắn thì chỉ đi được một khắc đồng hồ. Kéo dài thời gian. Thời gian càng dài, đối phương càng khó phòng bị. Mà để làm được điều đó thì phải tìm lại điểm cân bằng giữa lưu thể chi lực của thời gian và nghịch thời gian. Việc này có chút nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lưu thể chi lực của thời gian xóa sổ. Như nghĩ đến gì đó, hai mắt Diệp Huyên sáng lên. Bất hủ chi lực. Thứ có thể uy hiếp đến hắn không phải nghịch thời gian mà là lực lượng nghịch thời gian, nhưng chẳng phải chỉ cần tu luyện được bất hủ chi lực là có thể xem nhẹ nó rồi sao? Khi ấy chẳng phải có thể dùng được trảm tương lai như cha sao? Một kiếm vung ra, mấy ngày sau mới chết. Quá nghịch thiên. Diệp Huyên trở nên phấn khích. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra chỉ có trụ tâm cảnh mới tu luyện được bất hủ chi lực. Nói cách khác là hắn phải đạt đến cảnh giới đó trước đúng không? Hắn có phương pháp tu luyện trong tay, nhưng vấn đề là biết đi đâu để hấp thu cả một vũ trụ. Chưa kể hắn cũng không làm được loại chuyện này. Bỗng có tiếng tiểu tháp vang lên, không phải tiểu chủ đã có vũ trụ chi tâm rồi sao? Diệp Huyên ngẩn ra, nhưng nó không phải do ta tu luyện ra. Tiểu tháp, người có thể thử dung hợp nó với trái tim của mình. Khi ấy tim của người chính là vũ trụ chi tâm rồi. Tất nhiên vẫn có chút thua kém so với hàng gốc nhưng dù sao người cũng không cần tu cảnh giới, chỉ cần bất hủ chi lực mà thôi, đúng chứ? Diệp Huyên, làm vậy được sao? Tiểu tháp, người cứ thử xem. Diệp Huyên chần chừ, tiểu nguyên có đồng ý không? Tiểu tháp, chắc chắn là có rồi. Một khi dung hợp với tiểu chủ thì trên đời này còn ai dám giết nó nữa? Bởi vì phải giết tiểu chủ trước rồi mới giết được nó, tức là nó sẽ hòa vào làm một với số mệnh của người. Chỉ cần nó không tự tìm chết mà hại tiểu chủ thì nó căn bản sẽ sống mãi. Chưa kể sau khi dung hợp với tim của tiểu chủ, nó sẽ hấp thu được huyết mạch chi lực của người, chuyện tốt nghìn năm có một đấy. Diệp Huyên cười hỏi, tiểu nguyên có đồng ý không? Nó đáp, ta đồng ý, tiểu chủ. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta dung hợp. Tiểu Nguyên cười khì, được thôi. Sau đó nó đi đến lồng ngực Diệp Huyên, hóa thành một tia sáng trắng nhập vào trái tim hắn. Ầm. Thân thể Diệp Huyên chấn động kịch liệt khi một luồng khí tức hùng hậu tản ra. Ầm. Không gian bên trong tiểu tháp cũng run lên bần bật. Diệp Huyên chợt cảm thấy lo lắng khi cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng xuất hiện trong người mình. Nó không thuộc về hắn mà thuộc về vũ trụ chi tâm Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên mạnh phết, Diệp Huyên kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Cũng may hắn đã có thời gian chi thể, bằng không thì sức mạnh khủng khiếp này đã nghiền nát hắn rồi. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ hãy hấp thu sức mạnh của Tiểu Nguyên để hoàn toàn dung hợp với nó. Diệp Huyên gật đầu rồi xếp bằng ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối, nhanh chóng hấp thu năng lượng của Tiểu Nguyên. Không bao lâu sau, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh bí ẩn. Bất hủ chi lực. Bản thân vũ trụ chi tâm có chứa bất hủ chi lực, đây là do chủ nhân trước của Tiểu Nguyên tu luyện ra chứ không phải do Diệp Huyên hắn,
nhưng hôm nay thì hắn hất tay trên. Không cần tu luyện, cứ cầm lấy mà dùng. Diệp Huyên dần dần hấp thu hết năng lượng của Tiểu Nguyên, mà bản thân nó cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ hắn, tỉ như huyết mạch chi lực. Phải biết huyết mạch chi lực của Diệp Huyên không giống với người thường, chỉ cần hấp thu một chút cũng có thể mang đến rất nhiều lợi ích. Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, xòe tay phải ra rồi nắm lại. Chỉ trong nháy mắt, thế giới bên trong tiểu tháp rạn nứt. Diệp Huyên sửng sốt. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ định giết tháp tế trời hả? Diệp Huyên cười gượng, ta thấy do tiểu tháp ngươi mong manh quá thì có, nên tu luyện thêm đi. Tiểu tháp im lặng một hồi lâu mới mở miệng, ta không thể tu luyện được. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Tiểu tháp hờ hững, người nói xem ta tu luyện kiểu gì. Diệp Huyên im lặng. Đúng rồi, tiểu tháp không phải người, tu luyện kiểu gì bây giờ? Tiểu tháp, ta không thể chiếm đoạt như tiểu hồn. Thật ra cũng do ta không chịu tu luyện đàng hoàng khi ở cùng tiểu bạch mà chỉ lo chơi bời cả ngày, bởi vì nhóc ấy có thể nâng cao giới hạn của ta, chỉ cần đi theo nhóc ấy là có thể tu luyện. Khi ấy tiểu tháp ta đi theo chủ nhân, tiểu bạch, nhị nha, khắp chư thiên vạn giới này có thằng đếch nào dám động vào ta đâu. Vì sao ta phải tu luyện khi chỉ cần đứng một chỗ là ai ai cũng phải nể? Diệp Huyên. Tiểu tháp tiếp tục, ấy vậy mà từ ngày đi theo tiểu chủ, đời cái tháp này chỉ có bi kịch. Không ai thèm nể nang gì sất, tiểu chủ người không phải đang bị đánh thì cũng sắp bị đánh. Mẹ nó chứ, chủ mạnh ta vinh, chủ yếu thì ta nhục. Diệp Huyên đen xì cả mặt, người đang trách ta đấy hả? Tiểu tháp nhàn nhạt nói, ta thật sự không có ý đó. Diệp Huyên cười, tiểu tháp đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi khi nào gặp lại Thanh Nhi, ta sẽ đích thân nhờ muội ấy cải tạo ngươi một tẹo, biến ngươi trở thành tòa tháp đứng đầu chư thiên vạn giới chân chính. Tiểu tháp không nói một lời. Diệp Huyên cau mày, sao? Không tin ta à? Tiểu tháp lạnh nhạt mở miệng, ta nhớ tiểu chủ từng hứa hẹn với vô số người, từng cam kết sẽ giúp họ sau khi nhận truyền thừa của họ, rốt cuộc đã làm chưa? Chưa kể trong tháp giới ngục có một ma chủ nhờ người hồi sinh người yêu của y, người làm chưa? Còn nhiều lắm lắm lắm. Người tự xem lại bản thân đã hứa hẹn với bao nhiêu người rồi. Cái nhân phẩm này, đúng là 1910 với chủ nhân. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tiểu tháp, sao không nói gì đi? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên bật thốt lên, ra đây. Hắn gọi tháp giới ngục xuất hiện, sau đó vung tay lên, để một cô gái bị đóng băng hiện ra. Diệp Huyên lẳng lặng nhìn nàng ta một hồi rồi phất nhẹ tay phải lên gương mặt nàng. Để một luồng sức mạnh bí ẩn tràn vào cơ thể cô gái. Hồi sinh ư? Nếu đã hoàn toàn chết đi, thần hồn câu diệt thì hắn cũng bó tay, nhưng cô gái này vẫn còn giữ lại một tia linh hồn chứ chưa chết hẳn. Mà chỉ cần có ý thức hoặc linh hồn thì dễ rồi. Dần ra, cơ thể cô gái run lên nhẹ nhẹ, sau đó là đôi mắt mịt mờ mở ra. Cô gái đứng lên, khẽ hỏi Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên mỉm cười, cô còn nhớ mình là ai không? Cô gái im lặng một hồi rồi lắc đầu, không. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, không nhớ cũng tốt. Hắn để một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt nàng ta, vật này cho cô. Bên trong có rất nhiều tài nguyên để tu luyện và một tia kiếm khí của ta. Nếu gặp phải bất trắc thì hãy kích hoạt nó, ta có ở xa đến đâu cũng sẽ tìm đến. Cô gái nhìn vào mắt hắn, y đã chết rồi đúng không? Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái nhắm mắt lại, một hồi sau mới nhìn khắp bốn phía, thì thầm, đây đã không còn là thế giới mà ta biết nữa. Diệp Huyên, ta đã hứa với y sẽ hồi sinh cô. Cô gái, vậy ngươi có thể hồi sinh y được không? Diệp Huyên lắc đầu. Ma chủ đã hoàn toàn chết rồi. E rằng ngay cả cha lẫn Thanh Nhi cũng chịu bó tay chứ đừng nói hắn, mà dù sao bọn họ cũng chỉ giỏi giết người mà thôi. Cô gái mỉm cười, cảm ơn ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không có gì, là ta nợ y. Cô gái chậm rãi siết tay phải lại, sinh cơ trong người nhanh chóng biến mất. Diệp Huyên biến sắc, vội vã ngăn cản cô. Cô gái hỏi hắn, ngươi đã từng yêu chưa? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái, liệu ngươi có vì nàng ấy mà chịu chết không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, nói ta yêu hơi bị nhiều người. Cô gái. Chết.
Diệp Huyên thở dài, ta biết cô nương nghĩ gì, nhưng ta thấy chết như vậy là vô nghĩa. Cô gái nhìn hắn, sống như vậy càng không có ý nghĩa. Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, y sẽ hy vọng cô tiếp tục sống. Cô gái im lặng. Diệp Huyên thở dài trong lòng. Hắn hiểu tâm tình cô gái này. Nàng ta tuy đã sống lại, nhưng đây lại là một thời đại xa lạ với nàng. Cảnh còn người mất không gì hơn thế này. Những gì nàng ta từng biết, thân nhân bè bạn đều đã không còn tại thế. Đối với nàng ta, đây là cô độc. Diệp Huyên, thế này đi, trước tiên cô hãy đi chu du thế giới này. 10 năm sau, nếu cô vẫn còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản. Cô gái lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười, xem như là cho bản thân một cơ hội, vậy được không? Sau một hồi im lặng, nàng ta mới gật đầu, được. Sau đó xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất ở phương xa. Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ nghĩ liệu nàng ta có chọn sống tiếp không? Diệp Huyên không đáp. Cô gái cuối cùng không hỏi tên hắn, cũng không cho hắn biết tên. Vì sao? Đơn giản thôi. Một cảm giác khó mà miêu tả dâng lên trong lòng Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng hỏi, có phải tiểu chủ đã đoán được kết quả này nên mới không hồi sinh nàng ta? Diệp Huyên nhàn nhạt hỏi lại, bằng không thì thế nào? Tiểu Tháp im lặng một hồi lâu mới nói, thì ra là ta hiểu nhầm người. Diệp Huyên nghiêm giọng, biết thế là tốt. Tiểu Tháp thở dài, con người thật là phức tạp quá, vì một chữ tình mà hở ra là đòi đánh đòi giết. Chẳng lẽ con người chỉ tồn tại vì tình yêu thôi sao? Chẳng lẽ các người quên mất mình còn bạn bè, cha mẹ, thân nhân? Vì tình yêu mà đòi chém giết nhau, có từng nghĩ đến cha mẹ người thân chưa? Cha mẹ nuôi các người khôn lớn, các người lại muốn bỏ mạng vì một người khác. Có đáng không? Diệp Huyên chỉ hỏi lại, người từng yêu bao giờ chưa? Tiểu Tháp. Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng thì có tư cách gì để nói về nó. Tiểu Tháp, chẳng lẽ ta nói sai? Diệp Huyên cười, ngươi không sai, nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể nói bằng lẽ thường. Lời của ngươi cũng rất có lý, con người không chỉ sống và tình yêu mà còn vì tình bạn, tình thân. Hắn gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, vì vậy chúng ta phải có sức mạnh. Ai dám giết người của ta sẽ khiến hắn phải chết trước. Chỉ cần có sức mạnh trong tay, người chết vĩnh viễn là kẻ khác. Tiểu Tháp cười, tiểu chủ càng lúc càng ngang ngược. Diệp Huyên bật cười, không tiếp tục bàn chuyện nhân sinh với Tiểu Tháp nữa mà xòe tay ra, để tấm bản đồ lấy được từ tiên gia xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua nó, nhanh chóng nhận ra nơi được đánh dấu phía trên là nơi nào. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Lão ta thấy bản đồ trong tay hắn thì nheo mắt lại, người đúng là to gan. Đã dám giết người tiên gia ta, còn dám cướp bảo đồ của chúng ta. Diệp Huyên cười hỏi lại, giết thì giết, có vấn đề gì không? Lão già nhìn hắn với vẻ phòng bị. Diệp Huyên, hẳn ngươi cũng biết ta từng đi qua đệ nhị tộc. Lão già, thì thế nào? Diệp Huyên cười, tiên gia của ngươi có sánh được với đệ nhị tộc không? Lão già nhíu mày. Diệp Huyên cười một tiếng, xoay người rời đi. Lão già không dám ngăn lại. Lão tất nhiên biết người này đừng đi qua đệ nhị tộc. Hơn nữa còn an toàn trở ra. Điều này nghĩa là gì? Có hai khả năng, thứ nhất, hắn có sức mạnh đủ để đệ nhị tộc không giết được hắn, thứ nhì là đệ nhị tộc không dám giết hắn. Cho dù là cái nào thì cũng đáng sợ như nhau. Lão già im lặng một hồi rồi xoay người rời đi. Thật ra tiên gia cũng không dám ra tay. Bởi cho đến nay họ vẫn không biết rõ lai lịch Diệp Huyên. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên ngự kiếm trong tinh không, hướng về phía di tích cổ thần vương. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn về một phía, khẽ búng ngón cái. Xoẹt. Kiếm Thanh Huyên gào thét bay ra. Ầm. Cách đó mấy trăm trượng, một bóng mờ cấp tốc thối lui. Là một cô gái. Diệp Huyên nhận ra đây chính là cô gái mang đao từng muốn hợp tác với hắn trước đó. Hắn hỏi, cô có việc gì sao? Cô gái đeo đao, Diệp công tử, chúng ta thật sự muốn hợp tác với ngươi. Diệp Huyên lại nhíu mày, nhưng ta không muốn, nghe hiểu chưa?
Cô gái đeo đao, bọn họ sẽ không buông tha cho ngươi. Diệp Huyên cười, cô nương, đây là việc riêng của ta. Sau đó quắc mắt, đừng bám theo ta nữa, bằng không cái đầu tiên cổ sẽ không còn là của cô nữa đâu. Hắn nói xong thì ngự kiếm bay đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất ở chân trời. Cô gái đeo đao trầm ngâm một hồi, khẽ than thở, ngạo mạn. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên đi đến một vùng mây nọ, khẽ nhíu mày quan sát bốn phía. Đây là nơi được đánh dấu trên bản đồ, ấy vậy mà chẳng có gì ngoài mây. Giọng tiểu tháp vang lên, tiểu chủ, ở đây có cánh cửa. Diệp Huyên vội hỏi, đâu? Tiểu tháp, trước mặt người tầm mấy trượng. Diệp Huyên nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Tiểu tháp, đừng nhìn bằng mắt, hãy dùng tâm. Diệp Huyên nhắm mắt lại, sau đó quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa đá trước mặt. Hắn cong môi, tiểu tháp ngươi vẫn là có chút bản lĩnh. Tiểu tháp câm nín hồi lâu, chẳng lẽ trong lòng tiểu chủ, ta vô dụng đến vậy sao? Diệp Huyên không huyên thuyên với nó nữa mà đi về phía cửa đá. Vừa bước vào, hắn đã thấy trước mắt lóe lên, thời không vặn vẹo. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở một quảng trường đá xanh rộng lớn, có bốn cây trụ khổng lồ dựng lên, mà ở trung tâm bốn trụ là một đài đá, nơi một người đàn ông trung niên đang ngồi. Diệp Huyên nhìn ông ta với vẻ đề phòng. Đừng nói là người chết chứ. Đúng lúc này, Diệp Huyên quay phắt lại, nhìn thấy một tăng nhân trẻ tuổi đã xuất hiện gần đó từ bao giờ. Người này mặc tăng bào đơn sơ giản dị, hai tay chắp lại, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, trông bình dị gần gũi vô cùng. Tăng môn. Khi thấy Diệp Huyên nhìn sang thì khẽ mỉm cười xem như chào hỏi. Diệp Huyên, ngươi là tăng môn đúng không? Tăng nhân gật đầu, tiểu tăng tăng phàm, tham kiến Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ngươi biết ta là ai? Tăng phàm gật đầu, Diệp công tử vừa đến đây đã giết cường giả tiên gia, dám một thân một mình đến đệ nhị tộc khiêu chiến tộc trưởng của họ, lại còn thành công trở ra. E rằng cổ vũ trụ hôm nay không ai là không biết tên Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ngươi cũng đến đây vì di tích. Tăng phàm gật đầu. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trên ngai vàng. Hỏi, hòa thượng, đây chính là thần vương gì đó sao? Tăng phàm nhìn hắn một cái, giải thích thần vương tạo hóa, cường giả tuyệt thế vô địch cổ vũ trụ năm ấy. Có tin đồn rằng ông ấy đã vượt qua trụ tâm cảnh, nhưng cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Những năm gần đây, các thế lực lớn vẫn luôn giáo giết truy tìm di tích của ông ấy, cách đây không lâu mới tìm ra, nào ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Diệp công tử. Y khẽ lắc đầu, hai chữ duyên phận thật là huyền diệu biết bao. Thần vương tạo hóa, Diệp Huyên bước đến gần, quan sát người đàn ông trung niên. Ông ta đã không còn hơi thở hay bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Hắn cau mày, tăng phàm cũng đi đến, chắp tay hành lễ, vãn bối tăng phàm, tham kiến thần vương tiền bối. Không có phản ứng gì. Tăng phàm chần chừ, tiền bối để lại di tích nơi này, hẳn là có tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Nếu tiền bối không ngại, vãn bối sẵn sàng ra sức. Thần vương kia bất thình lình mở bừng mắt. Tăng phàm thấy vậy thì thi lễ với vẻ mặt kính trọng lại không hề thấp kèm. Thần vương quan sát y hồi lâu mới nói, không tệ. Tăng phàm lại thi lễ. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối nhìn ta thử xem. Thần vương đưa mắt sang, vừa nhìn thấy hắn thì đôi mày cau lại, một hồi sau mới thì thầm, người trẻ tuổi, người không đơn giản. Diệp Huyên mỉm cười. Thần vương, hai ngươi đến đây vì truyền thừa của ta. Tăng phàm gật đầu. Diệp Huyên lại lắc đầu. Thấy hai người kia nhìn sang, hắn cười, ta đến đây chỉ là để chiêm ngưỡng phong thái của tiền bối, không có ý tranh đoạt truyền thừa. Được nhìn thấy tiền bối với ta đã là đủ rồi, truyền thừa gì đó. Hắn quay sang nhìn tăng phàm, cười, cứ để lại cho tăng phàm huynh đi. Sau đó xoay người rời đi. Tăng phàm cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Thần vương nhìn theo Diệp Huyên với nụ cười sâu xa trên môi. Thú vị. Diệp Huyên đi về phía cửa, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hò hét, gọi lại đi. Gọi ta lại đi. Ấy vậy mà thần vương không hề lên tiếng, để mặt hắn rời đi. Diệp Huyên sượng ngắt. Má! Sao lão thần vương này không làm theo lẽ thường? Chẳng lẽ phải đi thật? Làm sao cam tâm? Cả thần vương và tăng phàm phía sau đều đang nhìn theo hắn,
trên môi thần vương vẫn là nụ cười nhàn nhạt thâm sâu. Tăng Phàm thì lại nhíu mày, không phải người này muốn đi sao? Dề già thế làm gì? Không nhanh cái chân lên được à? Diệp Huyên đã đi đến cửa. Khi hắn chuẩn bị đặt chân ra ngoài, kiếm Thanh Huyên trong tay bỗng rơi ra. Ù! Một tiếng kiếm minh nho nhỏ vang lên. Diệp Huyên, ấy chết, rơi kiếm. Hắn nhặt lên rồi rút nó ra ngắm nghía, sau lưng toát mồ hôi, thầm nghĩ may mà kiếm không bị gì. Sau đó đặt một chân ra ngoài. Bỗng giọng thần vương vang lên, đợi đã. Tăng Phàm. Tăng Phàm chắp hai tay lại, nhìn Diệp Huyên với vẻ cạn lời. Y nhìn ra rồi. Người này căn bản nào có muốn đi gì đâu, chỉ là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi. Hiểm độc. Diệp Huyên nghe thần vương mở miệng thì lập tức xoay người, đi phăm phăm đến trước mặt ông ta, cười hỏi tiền bối có gì phân phó. Thần vương khẽ nói, có thể cho ta xem thanh kiếm trong tay ngươi không? Diệp Huyên, dĩ nhiên là được, nhưng tiền bối xem thôi chứ đừng cảm ứng nó, đồng ý không? Thần vương nhìn hắn cười, được. Diệp Huyên đưa kiếm Thanh Huyên sang, thần vương vừa nhận lấy nó thì sắc mặt đanh lại. Diệp Huyên chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không nói lời nào. Thần vương quan sát thanh kiếm với vẻ phức tạp trong mắt, chớ nhận mình tiên phong, bởi đã có người xuất phát sớm hơn. Ông ta hỏi Diệp Huyên, người làm ra nó là ai? Diệp Huyên, người thân của ta. Người thân. Thần vương mỉm cười, người nói không đến đây vì truyền thừa của ta, ta còn cho rằng ngươi nói đùa. Ông ta lắc đầu, có người thân thế này, quả thật không cần đến truyền thừa của ta làm gì. Diệp Huyên vội nói, không không, tiền bối không biết rồi. Người thân của ta từng nói phải học hỏi từ những người giỏi trong thiên hạ, vậy nên ta mới đến đây. Thần vương liếc nhìn hắn và Tăng Phàm một hồi, nói, hai người các ngươi cũng xem như siêu yêu nghiệt vào thời đại của ta, cả hai đều rất tài giỏi, nhưng truyền thừa của ta lại chỉ có một. Diệp Huyên do dự, có thể chia cho mỗi người một phần không? Tăng Phàm gật đầu hùa theo, ta thấy cách này rất được. Diệp Huyên. Thần vương cười ha hả, bình thường thì có thể, nhưng trường hợp của ta lại đặc biệt, chỉ có thể truyền cho một người mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên và Tăng Phàm im lặng liếc nhau. Thần vương, năm xưa ta quả thật có một tâm nguyện dở dang, hai người ai có thể giúp ta hoàn thành nó, ta sẽ giao lại truyền thừa cho. Hai người không nói. Thần vương cười, truyền thừa của ta ngoại trừ tu vi tu luyện trọn đời ra, còn có thể giúp các ngươi đạt đến trên trụ tâm, mở ra cánh cửa mới bước vào văn minh võ đạo cao hơn. Chưa kể, còn một phần đại lễ khác. Diệp Huyên chần chừ rồi hỏi, tiền bối có thể nói về tâm nguyện của người được không? Thần vương vươn tay, chia ra một mảnh ngọc bội. Một tia áy náy dâng lên trong mắt ông ta, đây là mảnh ngọc bội người thương tặng cho ta. Ta và nàng từng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, sau đó là ta phụ bạc nàng. Đời này của ta không thẹn với trời đất, chỉ thẹn với nàng. Mà nàng cũng đã cắt tóc thề sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Ông ta nhìn cả hai, ai có thể đưa nàng đến gặp ta, truyền thừa sẽ thuộc về người đó. Tăng Phàm, vị tiền bối kia vẫn còn sống sao? Thần vương gật đầu. Diệp Huyên hỏi, mạo phạm một chút, tiền bối đã phụ bạc vị kia như thế nào? Thần vương im lặng một hồi mới lắc đầu, ta từng thề thốt cả đời sẽ không rời khỏi nàng, sau đó. Ta có người khác. Ông ta nói đến đây thì dừng lại, lắc đầu. Sắc mặt hai người Tăng Phàm và Diệp Huyên đều trở nên kỳ lạ. Đồ đều giả. Diệp Huyên và Tăng Phàm nhìn nhau, đồng thời nhận ra nhiệm vụ này không dễ hoàn thành cho lắm. Thần vương lại nói, ta không cầu được nàng tha thứ, chỉ muốn được giáp mặt nói một câu xin lỗi. Tăng Phàm thắc mắc, tiền bối không chủ động đi gặp bà ấy được sao? Thần vương gật đầu, nàng từng nói không muốn nhìn thấy ta cho đến lúc chết. Ta biết tính nàng nói được làm được, sợ rằng nếu ta chủ động đi gặp thì nàng sẽ làm chuyện dại dột. Diệp Huyên và Tăng Phàm đều cảm thấy đau đầu. Thần vương bỗng ngoắc ngón tay, để hai tia sáng trắng bay vào giữa trán họ, đây là nơi nàng đang ngủ. Tăng Phàm sửng sốt, bà ấy. Diệp Huyên nhìn sang, người biết à. Tăng Phàm do dự một hồi rồi nói, thật không dám giấu giếm, bà ấy đang ở tại Tăng Môn chúng ta. Diệp Huyên cứng đờ,
Thần vương thấp giọng thở dài. Tăng phàm chắp tay lại, cung kính thi lễ, tiểu tăng nguyện làm hết sức. Sau đó xoay người rời đi. Thấy thần vương nhìn mình, Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, ta sẽ thử xem. Hắn chần chừ một thoáng lại hỏi, tiền bối, ta mắng một câu được không? Thần vương cười, được. Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi nói, người đúng là đồ rác rưởi. Thần vương cười ha hả, vung tay lên. Diệp Huyên bị đánh bay ra khỏi đại điện, khi vừa dừng lại thì thời gian chi thể đã nứt toác, máu phun tung tóe. Hắn cạn lời. Má! Đã nói là có thể mắng cơ mà. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà dùng lực lượng thời gian tu bổ thân xác, sau đó xoay người rời đi. Đồng thời cảm thấy đôi chút kinh hãi trong lòng. Thần vương này mạnh thật. Cường giả trụ tâm cảnh tuyệt đối không thể đánh lại ông ta. Rời khỏi nơi đó rồi, Diệp Huyên chạy thẳng đến Tăng Môn. Nơi này nằm ở Tăng Giới, là một thế lực có danh tiếng rất tốt ở cổ vũ trụ. Bọn họ không chỉ thường làm việc thiện mà còn rất ít khi sát sinh. Vừa đặt chân vào Tăng Giới, Diệp Huyên thấy một lão hòa thượng xuất hiện trước mặt. Đây chính là tăng chủ của Tăng Môn Tăng Vô. Ông ta chắp tay lại, Diệp công tử. Diệp Huyên trợn mắt, đừng nói tiền bối không cho ta vào đấy chứ. Tăng Vô chớp mắt, chính xác, tiếc rằng không có thưởng. Diệp Huyên, đã nói cạnh tranh công bằng cơ mà. Tăng Vô cười, nơi này là Tăng Giới, chúng ta có quyền không cho Diệp công tử bước vào. Diệp Huyên cười, theo ta biết thì Tăng Môn cũng tu tâm luôn đúng không? Tăng Vô gật đầu. Diệp Huyên, ông làm như vậy không thấy thẹn trong lòng sao? Tăng Vô lắc đầu, chúng ta chỉ không cho ngươi vào, không phải muốn giết ngươi, có gì phải thẹn. Cũng như thanh kiếm trong tay Diệp công tử lợi hại đến vậy, có thể cho chúng ta không? Nếu không, ngươi có thẹn trong lòng chăng? Diệp Huyên im lặng một hồi, ta và Tăng Phàm cạnh tranh công bằng, các người dùng thủ đoạn này, y có thắng cũng thắng không vẻ vang. Ông không sợ làm hỏng tâm cảnh của y sao? Tăng Vô cười, Diệp công tử lo thừa rồi. Hành vi không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Tăng Môn ta tất không làm, chúng ta chỉ là không hoan nghênh ngươi bước vào Tăng Giới mà thôi, sao lại tính là không từ thủ đoạn. Hơn nữa theo ta được biết, sở dĩ Diệp công tử biết tin về di tích cổ của thần vương là nhờ giết người đoạt bảo. Hành động như vậy, Diệp công tử không thấy thẹn ư? Diệp Huyên cười, là tiên gia đến gây sự trước. Bọn chúng muốn giết ta, ta đương nhiên có thể giết lại, không đúng ư? Tăng Vô gật đầu, Diệp công tử nói không sai, người giết người, có thể giết lại. Diệp Huyên câm nín. Mẹ nó chứ. Lão hòa thượng này đang đánh trống lảng. Tăng Vô mỉm cười, chúng ta không muốn trở thành kẻ thù với Diệp công tử. Hôm nay Tăng Giới không tiện đón khách, ngày sau ta sẽ mời Diệp công tử đến cổ giới làm khách, đích thân nói câu xin lỗi. Diệp Huyên cười, ta hiểu rồi. Tăng Vô chắp tay thi lễ. Vậy là rất tốt. Diệp Huyên hừ cười rồi nhìn vào sâu trong lòng Tăng Giới, mở miệng hỏi, loại đàn ông như vậy vẫn đáng để bà yêu thương sao? Nhờ có huyền khí khuếch tán, câu hỏi nhanh chóng được truyền đi khắp Tăng Giới. Tăng Vô cảm thấy đau đầu. Nếu đứng trước mặt là một người thường thì ông ta đã tát văng đi rồi. Nhưng vì đây là Diệp Huyên nên ông ta mới e dè. Người này vừa đại náo ở đệ nhị tộc một phen mà vẫn an toàn thoát thân, lại còn giết người tiên gia mà tiên gia không có động tĩnh gì, tựa như không biết chuyện vậy. Dưới tình huống này, Tăng Giới tất nhiên không thể làm chim đầu đàn đi chọc hắn. Đúng lúc này, một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bà mặc tăng bào trên người nhưng lại để tóc dài chứ không cạo. Tăng Vô thấy bà ta thì khẽ thi lễ. Cho thấy địa vị của bà ta ở Tăng Giới là rất cao. Người phụ nữ lẳng lặng nhìn Diệp Huyên. Hắn hỏi, tiền bối vẫn còn thích ông ta, đúng không? Đối phương đặt tay lên vai hắn, thì thầm, người nói lại thử xem. Diệp Huyên cười, người hận ông ta, nhưng vì sao? Vì vẫn còn yêu, nếu đã không yêu thì sẽ không hận. Người phụ nữ tiếp tục nhìn hắn, không nói năng cũng không ra tay. Diệp Huyên, ông ta không đáng có được tình yêu của người, nhưng người cũng không thể từ bỏ tình cảm này, đúng chứ? Người phụ nữ cười, người tự cho rằng mình có thể hiểu hết. Diệp Huyên lắc đầu, ta không đến đây để khuyên tiền bối đi gặp ông ta,
ta chỉ muốn nói việc này không phải lỗi của người. Người gửi mình cho sai kẻ, phụ bạc người là lỗi của ông ta. Người cũng không nên vì một kẻ như vậy mà lãng phí tuổi trẻ cả đời. Bỏ qua cho ông ta, cũng là buông tha cho chính mình. Sắc mặt người phụ nữ bỗng trở nên dữ tợn, bỏ qua. Người nói ta phải bỏ qua thế nào? Năm ấy chính miệng y nói sẽ nắm tay ta đến cuối đời, nhưng người biết hắn đối xử thế nào với ta sao? Hắn lén lút thông đồng cùng một ả khác, ả ta còn dám đến trước mặt ta hoành hoang. Hắn! Diệp Huyên cau mày, đã vậy sao người vẫn còn thích? Người phụ nữ gầm lên, ta chỉ còn lại hận mà thôi. Diệp Huyên, nhưng dường như ông ta chết rồi. Người phụ nữ im lặng. Diệp Huyên thở dài, ông ta quả thật có lỗi với người. Người hận ông ta, muốn trừng phạt, để ông ta sống cả đời trong hổ thẹn. Hắn lắc đầu, tiền bối làm vậy là sai rồi. Như vậy không phải trừng phạt ông ta mà là trừng phạt bản thân người. Ngược lại, ông ta biết người còn hận mình có khi lại thấy vui trong lòng, bởi vì còn yêu mới sinh ra hận. Hận thù của người không trừng phạt được một người đàn ông không còn yêu thương người nữa. Nếu thật sự còn tình cảm, ông ta sẽ không để người hận mình. Người nên biết, vào giây phút ông ta đi tìm người phụ nữ khác thì đã không còn yêu thương người rồi. Người phụ nữ im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta không phải thánh nhân, sẽ không chỉ người học cách buông bỏ. Nhưng nếu ta là người, ngay khi ông ta chung trả với ả khác, ta sẽ lập tức đi tìm một người đàn ông mới, mỗi ngày lại thay đổi một người. Hơn nữa, lấy dung mạo này của tiền bối, ta tin rằng năm ấy không chỉ có một mình ông ta theo đuổi người. Tiền bối à, phương pháp tốt nhất để trừng phạt một thằng đàn ông chính là phải sống tốt hơn hắn, chứ không phải sống khổ sở hơn. Người phụ nữ im lặng một hồi, đoạn nâng mắt lên nhìn Diệp Huyên suốt hồi lâu. Hắn nheo mắt, trong lòng chợt thấy kinh hãi. Má, ý của ta không phải suối bà tìm ta. Đậu má nó chứ, tự mình đào hố chôn mình luôn rồi sao? Người phụ nữ bỗng hỏi, người đang nghĩ vớ vẩn gì đấy? Diệp Huyên nghe vậy thì thoáng thả lỏng. Xem ra bà ta không có ý tưởng đó, bằng không thì đáng sợ quá đi mất. Người phụ nữ, hắn muốn ta đến gặp hắn. Diệp Huyên gật đầu, ông ấy nói chỉ cần bà đến gặp là sẽ truyền lại truyền thừa cho chúng ta. Người phụ nữ, ngươi tin lời hắn sao? Diệp Huyên cau mày, ông ta cũng không đến mức phải nói dối chứ. Người phụ nữ nhàn nhạt nói, một kẻ đến cả người yêu của mình cũng lừa dối thì nói gì ngươi? Diệp Huyên im lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ, ngươi không tin. Diệp Huyên, ông ta đã chết rồi. Không có lý do để lừa lọc người khác một vố như vậy. Người phụ nữ cười khẩy, trời cao biển rộng, ai lại không làm thế đâu. Diệp Huyên cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ lại nói, ta sẽ theo ngươi đi gặp hắn. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Người phụ nữ, ngươi đã thuyết phục được ta, ta sẽ theo ngươi đến gặp hắn, chấm dứt đoạn ân oán này. Diệp Huyên im lặng nhìn bà ta. Bà ta chỉ nói, đi hay không tùy ngươi. Sau đó xoay người đi mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ một hồi rồi đi theo. Tăng Phàm cũng toàn muốn theo cùng thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Thấy y nhìn mình, Tăng Vô khẽ nói, bà ấy bảo ngươi đừng đi theo. Tăng Phàm thì thầm, chẳng lẽ bà ấy muốn lừa Diệp Huyên? Tăng Vô thở dài. Chấm chấm chấm. Không lâu sau. Diệp Huyên và người phụ nữ đã đi đến di tích cổ thần vương. Người phụ nữ đi đến trước mặt thần vương, bình tĩnh nhìn ông ta. Thần vương chậm rãi mở mắt ra, thấy bà ta thì mỉm cười, nàng đã đến. Người phụ nữ vẫn bình thản, không phải ngươi muốn gặp ta ư? Ta đã đến đây. Thần vương cười, chuyện năm ấy, ta vô cùng xin lỗi nàng. Người phụ nữ mỉm cười, không sao, dù gì cũng qua đi cả rồi, đúng chứ? Thần vương lẳng lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ hỏi, ta có từng xin ngươi điều gì chưa? Thần vương lắc đầu. Người phụ nữ bỗng bắn ánh mắt về phía Diệp Huyên, nếu ta muốn ngươi giết hắn thì sao? Diệp Huyên chỉ bình thản nghe, không chút bất ngờ. Thần vương nhìn hắn rồi lại nhìn người phụ nữ, vì sao? Người phụ nữ cười, vì ta không ưa hắn, được chứ? Thần vương không nói gì. Diệp Huyên lại lắc đầu cười. Người phụ nữ nhìn hắn, trông người có vẻ không ngạc nhiên.
Diệp Huyên không thèm để ý đến bà ta mà nói với thần vương, nói thật nhé, ta lờ mờ hiểu được tại sao năm ấy ông bỏ bà này rồi. Gặp thứ đàn bà não tàn này, phải ta cũng bỏ. Sau đó hắn xoay người đi luôn. Người phụ nữ nheo mắt lại, nhìn thần vương, sao? Ngươi không làm. Diệp Huyên ở nơi xa dừng bước, quay lại nói, mụ kia, mụ không nên hỏi ông ta có sẵn lòng hay không, mà nên hỏi ông ta có dám hay không. Giết ta ư, mưu kế của mụ cũng không tệ, muốn lợi dụng thế lực sau lưng ta tấn công thần vương, khiến ông ta phạm phải nhân quả lớn. Nếu ta đoán không sai, thần vương vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Nhưng mụ ngu lắm, vấn đề nằm ở chỗ ông ta không dám làm gì ta. Thần vương liếc mắt, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên cười, thử động vào ta xem. Thần vương nhìn thanh kiếm trong tay hắn một hồi, nói thử thì thử. Diệp Huyên búng ngón cái ra. Choang! Tiếng kiếm minh vang vọng khắp điện. Một khắc sau, một thanh kiếm đã lao về phía thần vương. Thần vương bình thản vươn một ngón tay ra gõ nhẹ, trực tiếp ngăn lại kiếm thanh huyên. Diệp Huyên bất thình lình tung người nhảy lên, hội tụ sức mạnh và thế của chư thiên vạn giới lại khắp toàn thân trong một chớp mắt. Huyết mạch chi lực, vũ trụ chi tâm và chiến ý đều được khởi động. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Dùng hết toàn lực. Nhát chém này khiến thần vương khẽ cau mày, bỏ kiếm thanh huyên ra rồi tung một cú đấm. Ầm. Tiếng nổ vang dội bùng lên, Diệp Huyên thoát cái bị đẩy lui hơn vạn trượng, nhưng thần vương cũng lui lại hơn trăm trượng. Khi vừa dừng lại, ông ta đã bị một thanh kiếm đâm vào giữa trán. Kiếm chảm tương lai, lại còn dùng kiếm thanh huyên. Thần hồn thần vương bị khóa lại khi kiếm đâm vào thân thể. Kiếm thanh huyên cũng bắt đầu nhanh chóng hấp thụ nó. Thần vương nhìn Diệp Huyên, kiếm chảm tương lai. Ông ta không cản được nhát chém này. Bởi vì Diệp Huyên đã tung ra nó từ trước, đúng hơn là từ sau khi hắn bước vào đại điện. Kiếm vừa ra, có giết được hay không còn phải tùy vào tình huống. Diệp Huyên nhìn thần vương, muốn giết ta chỉ bằng một tia thần hồn. Có cớt mà mơ. Thần vương, thứ ngạo mạn. Diệp Huyên nhếch mép cười khẩy, lão tưởng ta thèm cái truyền thừa của lão chắc. Nực cười, ông đây còn một núi gia sản chờ ta về thừa kế, cần éo gì truyền thừa của lão. Có cái quần ấy. Giọng nói đầy do dự của tiểu tháp vang lên, tiểu chủ à, chủ nhân còn chưa chết đâu, người ăn nói cẩn thận tí. Diệp Huyên nghiêm giọng, sớm muộn gì cũng là của ta thôi. Tiểu tháp câm nín hồi lâu, cha con hai người đúng là cha hiền con thảo. Diệp Huyên. Người phụ nữ ở đằng xa toan mở miệng nói gì thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên yết hầu. Máu phun như suối. Kiếm chảm tương lai. Ban nãy Diệp Huyên không chỉ chém một nhát mà là tận hai nhát. Một cho thần vương, một cho người phụ nữ này. Diệp Huyên nói, ta không cho phép mụ nói chuyện, cầm miệng đứng yên đó nhìn cho ta, nghe rõ chưa? Người phụ nữ quắc mắt chừng hắn. Bị hắn chừng lại, ông đây xui tận mạng mới gặp chúng hai kẻ khùng điên như các người. Ở đằng xa, linh hồn thần vương đã trở nên mờ ảo. Ông ta nói, đây chỉ là một tia thần hồn của ta mà thôi. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, để kiếm thanh huyên dừng hấp thu thần hồn. Hắn nói, được, vậy gọi bản thể đến đây. Gọi bản thể đến. Thần vương nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyên tức giận quát lên, nhìn cái đếch gì, ngon thì gọi bản thể đến đây, ông đây mà sợ thì đếch mang họ Diệp nữa. Thần vương im lặng. Mà mẹ nó. Chưa từng gặp thằng nào phách lối như thằng này. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn ông ta, mỉa mai, sao? Bản thể không dám đến à? Thần vương, sở dĩ ngươi lớn lối như vậy là vì có người chống lưng cho mà thôi. Nếu không có ai thì ngươi là cái thá gì? Ngươi. Diệp Huyên cười, nhưng ta có. Ông đây sinh ra đã có muội muội vô địch, phụ thân vô địch, đại ca vô địch. Nếch chịu thì đi giết bọn họ xem. Thần vương tức tới nỗi linh hồn mờ đi thêm một phần. Diệp Huyên không nói nhiều nữa mà điều khiển kiếm thanh huyên hấp thu hết linh hồn ông ta. Tiếng tiểu tháp thở dài vang lên, khổ thân tiểu chủ. Thành thật mà nói, dạo này người đều đi lên bằng chính thực lực của mình. Mấy người này cũng khủng ghê. Cảnh giới đã cao hơn người rồi mà còn ỷ lớn hiếp nhỏ, không cho gọi trợ giúp đến, nghĩ làm sao vậy chứ?
Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, Tiểu Tháp cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi, chờ mãi. Tiểu Tháp. Khi Diệp Huyên quay đầu nhìn người phụ nữ thì nhóm cường giả Tăng Vô xuất hiện. Tăng Vô vội nói, Diệp công tử xin hãy nương tay, bà ấy. Xoẹt. Ông ta chưa kịp dứt lời thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán người phụ nữ. Các tăng lữ cứng đờ, một lão hòa thượng phía sau Tăng Vô toàn muốn ra tay nhưng bị ông ta cản lại. Thấy Diệp Huyên đi đến trước mặt mình, người phụ nữ sững sững nhìn lại, không có chút sợ hãi, ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyên, có biết tại sao ta tức giận đến vậy không? Ta vốn định tìm hiểu ân oán giữa hai người, để hai người tự giải thoát cho nhau. Nào ngờ hai người giải thoát xong rồi thì quay ra chơi ta. Bà mẹ nó, vậy cũng được luôn, làm người ai lại làm thế hả? Hắn vươn tay bóp lấy mặt bà ta, gằn ra từng tiếng, thứ đàn bà như mụ. Đừng nói hạng não tàn như thần vương, có cho Thiên Diệp cũng không thèm. Thiên Diệp. Tiểu Tháp trần trừ lên tiếng, tiểu chủ à, thật ra Thiên Diệp chỉ hơi tự đại một chút thôi chứ không có khuyết điểm nào quá lớn cả. Với người ta cũng chết lâu lắm rồi, tha người ta đi, cứ lôi lên quất xác thế này quá đáng lắm. Diệp Huyên. Hắn vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên về lại, sau đó xoay người rời đi. Hắn quyết định không giết người phụ nữ này. Nhóm Tăng Vô thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Huyên bỗng dừng lại, nói với người phụ nữ, biết vì sao ta không giết mụ không? Vì ta sợ bẩn kiếm. Sau đó hắn lại rời đi. Nhưng Tiểu Tháp bay ra. Diệp Huyên hỏi, người cũng định làm màu một chút mới chịu đi à? Tiểu Tháp, tiểu chủ tưởng ta là người chắc. Nó là đà bay đến giữa bốn cây trụ khổng lồ, trận đại chiến giữa người và thần vương ban nãy đã khiến đại điện bị hủy, nhưng bốn cây trụ này vẫn còn y nguyên. Người không nhận ra có gì bất thường sao? Diệp Huyên nhìn bốn cây trụ, chân mày cau lại. Quả vậy. Hắn và thần vương đều tung ra sức mạnh khổng lồ khi đánh nhau, khiến cả đại điện sập xuống như Tiểu Tháp nói, vậy mà những cây trụ này không những không bị hủy mà còn chẳng hề hấn gì. Không đơn giản rồi đây. Diệp Huyên đi đến trước một cây trụ, chần chừ một hồi rồi khép hai ngón tay lại, làm động tác rạch. Một tia kiếm quang nện vào trụ rồi vỡ vụn, mà thân trụ vẫn hoàn hảo. Một tia kỳ lạ lóe lên trong mắt Diệp Huyên, đây là... Hắn quan sát kỹ cây trụ, vui vẻ thốt lên, bảo bối. Đúng là bảo bối, không ngờ Tiểu Tháp ngươi được việc phết. Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp mới nói, mẹ nó méo biết nói gì luôn. Diệp Huyên. Diệp Huyên tò mò đánh giá cây cột trụ trước mặt. Bên trong nó sẽ là gì đây? Hắn dùng thần thức giả quét một phen, sau đó phát hiện thần thức không thể nhìn thấy bên trong trụ. Diệp Huyên giật mình. Có bất thường. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm Thanh Huyên lên. Rắc. Cây trụ lập tức nứt ra, có tiếng rít khẽ thoát ra ngoài. Vật sống. Diệp Huyên ngây ngẩn. Nhóm Tăng Vô cũng bất ngờ. Sau đó cột trụ bỗng dưng vỡ ra, để một con yêu thú lao ra ngoài. Trông nó như loài chim ưng, toàn thân phủ màu xanh đậm, đồng tử đỏ như máu, thân thể thoát ẩn thoát hiện, kỳ lạ vô cùng. Diệp Huyên cau mày, yêu thú gì đây? Tăng Vô bỗng run rẩy cất giọng, phong hồn thú. Diệp Huyên nhìn ông ta, phong hồn thú. Sắc mặt Tăng Vô trông trầm trọng vô cùng, theo lời kể lại. Đã có tứ đại thần thú và tứ đại cổ thú tồn tại khi cổ vũ trụ ra đời, phong hồn thú này chính là một trong số đó. Nó còn có tên gọi phong trung truy hồn, tốc độ được xếp vào hàng nhanh nhất trong thiên địa. Phong hồn thú. Diệp Huyên nhìn yêu thú, thầm hỏi trong lòng, Tiểu Tháp, nó và nhị nha ai mạnh hơn? Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp mới nói, trước mắt chỉ có tam kiếm mới phá được lớp phòng ngự của nhị nha, tiểu chủ nói xem ai mạnh hơn. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, nhưng mà yêu thú này cũng mạnh lắm, hình như còn đạt đến trụ tâm cảnh rồi, mà ở cùng cấp bậc thì yêu thú mạnh hơn con người. Người có thể thu phục nó xem, biết đâu lại được một trợ thủ đắc lực. Diệp Huyên, thu phục cách nào? Tiểu Tháp, người giỏi dụ lắm mà, dụ nó đi. Diệp Huyên đen mặt. Con phong hồn thú kia cũng không làm ra động tĩnh gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, người đi theo ta không? Phong hồn thú nhìn hắn, yết hầu di chuyển. Diệp Huyên đen mặt, má,
đừng nói nó muốn ăn thịt mình chứ. Chỉ thấy phong hồn thú đến gần hắn, vươn mũi ra hít ngửi. Vẻ tham lam hiện rõ trên mặt nó, nhưng rồi nhanh chóng trở thành e ngại. Diệp Huyên không hiểu gì cả trước những hành vi này của nó. Tiểu tháp lên tiếng, nó muốn uống máu của ngươi, đồng thời cảm nhận được ngươi rất nguy hiểm, vậy nên muốn mà không dám. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi rồi cong ngón tay, để một giọt máu đảo bay đến trước mặt phong hồn thú. Hai mắt sáng rỡ, con thú lập tức nuốt vào bụng. Ầm. Màu vừa vào họng, thân thể phong hồn thú chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ si mê. Diệp Huyên tò mò hỏi, tiểu tháp, máu của ta có sức hấp dẫn với yêu thú lắm sao? Tiểu tháp, có hai nguyên nhân, thứ nhất, máu của người là huyết mạch phong ma rất mạnh, thứ nhì, người đã từng hấp thụ huyết mạch của nhị nha, vốn được tiểu bạch tăng cường. Hiểu rồi chứ? Diệp Huyên cười, đã hiểu. Hắn nói với phong hồn thú, nếu chịu theo ta, sau này mỗi ngày ta sẽ cho một giọt máu. Phong hồn thú do dự. Diệp Huyên, không chịu sao? Phong hồn thú im lặng nhìn hắn một hồi rồi gật đầu. Diệp Huyên cau mày, gật là chịu hay không? Phong hồn thú. Diệp Huyên, biết nói tiếng người không? Phong hồn thú lắc đầu, mở miệng kêu một tràng gừ gừ, nhưng Diệp Huyên nghe không hiểu gì cả. Hắn vội hỏi tiểu tháp, nó đang nói gì vậy? Tiểu tháp, nó nói hình như ngài bị đần. Phong hồn thú. Diệp Huyên đen mặt, ngươi chắc không đấy. Tiểu tháp nghiêm túc, ta cần gì phải mắng tiểu chủ. Muốn thì đã mắng thẳng mặt rồi. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú với vẻ mặt bất thiện, chỉ thấy nó nhìn lại đầy vô tội. Chuyện gì cơ? Tiểu tháp nói, tiểu chủ có thể xem thử năng lực của nó. Diệp Huyên gật đầu, phong hồn thú, cho ta xem thực lực của ngươi. Hắn hất đầu về phía Tăng Vô, đánh ông ta cho ta. Tăng Vô. Phong hồn thú quay lại nhìn lão hòa thượng, một khắc sau đã biến mất tại chỗ, một ngọn gió ập đến trong nháy mắt. Tăng Vô ở xa biến sắc kịch liệt, mẹ nó, thằng này không chơi theo võ đức. Ông ta chắp tay lại, lầm rầm niệm, bất động thần uy. Lời vừa ra, lập tức có một luồng sáng vàng bao bọc lấy ông ta. Ầm. Khi phong hồn thú lao vào quầng sáng này, không gian bốn phía ầm ầm vụn vỡ, Tăng Vô bị tông vào một vực sâu thời không vô tận. Quầng sáng quanh ông ta cũng xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyên đanh mặt lại khi chứng kiến cảnh này. Phong hồn thú này mạnh phết đấy. Thấy nó chuẩn bị tấn công lần nữa, Tăng Vô kêu lên, Diệp công tử, lão Tăng nhận thua. Nhận thua. Diệp Huyên phẩy tay, phong hồn thú dừng lại. Tăng Vô khẽ chắp tay thi lễ với hắn, Diệp công tử, lão Tăng không phải đối thủ của phong hồn thú. Ta nhận thua, xin đừng đánh nữa. Diệp Huyên cười, ta giỡn chơi thôi. Tăng chủ đừng giận ha. Tăng Vô khẽ lắc đầu cười khổ. Mẹ, thằng danh này xấu bụng thật. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú với vẻ tập trung cao độ trong mắt. Tốc độ của nó quả thật kinh khủng, ngay cả hắn ban nãy cũng không nhìn rõ đường đi khi nó ra tay. Tuy cùng là trụ tâm cảnh nhưng thực lực của nó chắc chắn hơn xa cường giả trụ tâm cảnh bình thường. Nhặt của hơi rồi, Diệp Huyên đi đến, mỉm cười nói với nó, ngươi theo ta, sau này được lợi cực nhiều. Phong hồn thú nhìn hắn, chần chừ hồi lâu mới gật đầu. Diệp Huyên cười ha hả, đi đến cây trụ tiếp theo, quan sát nó một hồi rồi dùng kiếm thanh huyên phá hủy. Lại một con yêu thú xuất hiện. Nó trông như hổ, đầu mọc hai sừng, toàn thân là lớp vảy vàng sậm dày cộm, còn mọc ra ba cái đuôi. Diệp Huyên nhìn nó một hồi rồi quay sang Tăng Vô, nghe ông ta nói, thần hầu, một trong tứ đại cổ thú. Diệp Huyên nhìn thần hầu cũng nhìn hắn. Hắn khép tay lại, để một giọt máu bay đến trước thần hầu. Nó khẽ ngẩn ra, đoạn hấp háy mũi hít ngửi, sau đó nuốt chửng lấy giọt máu. Cũng như phong hồn thú, thân thể nó run lên khi nuốt máu vào, mặt hiện vẻ mê muội. Diệp Huyên cười, ngươi theo ta. Mỗi ngày ta cho một giọt máu tươi, chịu không? Thần hầu im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên, tiểu tháp, ngươi làm việc với nó đi. Tiểu tháp im lặng một hồi rồi bắt đầu trao đổi với thần hầu. Một chốc sau, thần hầu gật đầu với Diệp Huyên, tỏ ý bằng lòng. Diệp Huyên thắc mắc, ngươi thuyết phục nó kiểu gì vậy? Tiểu tháp, ta nói nếu có ngày tiểu chủ chết thì toàn bộ máu đều là của nó. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại.
Bên kia, Tăng Vô hỏi sau một hồi chần chừ, chúng đều bằng lòng đi theo Diệp công tử sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt Tăng Vô trở nên quái đản. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Tăng Vô, Diệp công tử, tứ đại cổ thú này còn có tên gọi tứ đại hung thú. Phàm là ở gần chúng đều sẽ không gặp được thiện quả. Diệp Huyên nghe vậy thì cau mày. Tiểu Tháp nói, đừng bận tâm việc này, nhị nha còn là ác thú trong thiên địa cơ, mà chúng ta đâu có. Nó chợt im bặt như nghĩ đến điều gì. Diệp Huyên tò mò, thế nào? Tiểu Tháp hạ giọng, má, ta quên mất một điều. Nhị nha là ác thú đứng đầu thiên địa, sẽ tiếp tục tồn tại chừng nào thế gian này còn ác niệm. Diệp Huyên, thì sao? Có vấn đề gì à? Tiểu Tháp, sở dĩ chúng ta có thể đi cùng nàng mà không gặp vấn đề gì là nhờ vào chủ nhân mạnh mẽ, có thể trấn áp mọi chuyện xấu, nhưng vấn đề là tiểu chủ. Tuy thực lực người rất mạnh, nhưng căn cứ theo định luật 3 ngày, ta cảm thấy người sắp gặp xui rồi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, ta nghĩ tiểu chủ nên chuẩn bị tâm lý đi. Diệp Huyên cười ha hả, ngươi yên tâm, lần này tiểu chủ của ngươi sẽ không bị người khác lôi ra đánh nữa đâu. Khắp trời đất này, ta tuy không dám nói là người vô địch dưới tam kiếm, nhưng dưới họ hẳn cũng không có mấy đối thủ xứng tầm với ta, mà có thì ta cũng đâu xui đến mức gặp phải chứ hả? Tiểu Tháp trầm ngâm, nói cũng phải. Diệp Huyên cười khà khà rồi đi đến cây cột trụ kế tiếp, quan sát nó một chút rồi cũng dùng kiếm vạch nhẹ qua. Rắc! Trụ nứt vỡ. Diệp Huyên nhìn những cây trụ trước mặt mà cảm thấy chút khiếp sợ, bởi vì chúng cực kỳ kiên cố, nếu không có kiếm Thanh Huyên thì hắn chưa chắc có thể phá chúng. Nghĩ vậy, hắn bèn thu những mảnh vỡ vào. Để đấy sau này rèn chiến giáp. Sau đó hắn nhìn cây trụ vừa vỡ ra, bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt tựa như dung nham. Diệp Huyên hết hồn. Đứng trước mặt hắn là một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực như lửa và mái tóc như những sợi tơ cháy bỏng, tản ra khí tức nóng rẫy. Đặc biệt là đôi mắt như được tạo thành từ dung nham, hệt như hai hòn lửa cháy hừng hực, trông đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên nhìn ả ta một hồi rồi đánh mắt sang Tăng Vô. Ông ta do dự một lát rồi lắc đầu, chưa từng gặp. Diệp Huyên. Khi cô gái này xuất hiện, phong hồn thú và thần hầu đều đồng loạt cúi đầu, tỏ ý thần phục. Diệp Huyên do dự nhìn cô gái, khẽ cong ngón tay để một giọt máu bay đến. Đối phương liếc nhìn nó, một khắc sau bất thình lình bước tới trước, tung cú đấm thẳng vào ngực Diệp Huyên. Với tốc độ không thể hình dung nổi. Diệp Huyên chưa kịp phản ứng lại đã ăn trọn một quyền. Hắn thoát cái nhảy vào một vực sâu thời không nào đó, tuy thân xác vẫn còn nguyên vẹn nhưng khóe môi đã tràn ra một dòng máu. Khi hắn vừa dừng lại, đã có một bàn tay vươn tới bóp lấy cổ họng, nhấc hắn lên cao. Tiểu Tháp lên tiếng, ta đã bảo người chuẩn bị tâm lý rồi mà người không tin. Má ơi, người thật sự là không thể nào ngầu quá 3 ngày được luôn á. Thôi chấp nhận đi. Diệp Huyên. Tiểu Tháp, sao còn chưa đánh lại? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới đáp, còn phải đợi kiếm bay thêm chút. Tiểu Tháp. Còn phải bay thêm chút nữa. Khi cô gái kia ra tay cũng là lúc Diệp Huyên thi triển nhất kiếm trảm tương lai. Nhưng hắn không ngờ nàng ta đã lập tức bắt được hắn, trong khi đó kiếm của hắn phải đợi thêm một lúc nữa mới xuất hiện. Hắn chợt nhận ra điểm yếu lớn nhất của nhất kiếm trảm tương lai. Nó nhằm vào tương lai, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nhưng vấn đề là ở hiện tại thì sao? Nếu có người giết hắn trong khoảng thời gian này? Điều kiện tiên quyết để thi triển nhất kiếm trảm tương lai là hắn không thể chết ở hiện tại. Bỗng hắn nghe cô gái nói, dừng kiếm của ngươi lại. Giọng nàng ta tuy hơi khàn nhưng không khó nghe, ngược lại còn có cảm giác như khói mù vô cùng đặc biệt. Những lời này của nàng ta khiến đồng tử Diệp Huyên rụt lại. Người này biết hắn đã thi triển nhất kiếm trảm tương lai. Mẹ nó! Sao lại thế được? Cô gái nheo mắt, dừng nó lại. Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, cả hai cùng dừng. Sau một thoáng im lặng, bàn tay phải của cô gái buông lỏng ra. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, để kiếm Thanh Huyên ở tương lai dừng lại. Cô gái nhìn hắn, tuy không nói gì nhưng trong mắt lại có một tia đề phòng. Nàng ta không chắc có thể cản được chiêu nhất kiếm trảm tương lai của Diệp Huyên,
không chỉ vì tính đặc thù của nó mà còn vì bản thân kiếm Thanh Huyên. Yêu thú có lực phòng ngự rất cao, nhưng nhìn khắp trời đất này, e rằng chỉ có Nhị Nha mới không sợ thanh kiếm ấy. Diệp Huyên hỏi, xưng hô thế nào? Cô gái vẫn không nói gì, tiếp tục nhìn hắn chòng chọc. Diệp Huyên cười, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái im lặng thêm một hồi mới nói, thần chiêu. Thần chiêu. Diệp Huyên tròn mắt, một trong tứ đại cổ thú. Cô gái lại tiếp tục im lặng nhìn hắn. Tăng Vô đứng một bên trần trừ lên tiếng, tiểu hữu, thần chiêu không nằm trong tứ đại cổ thú mà thuộc về tứ đại thần thú, hơn nữa còn đứng đầu. Diệp Huyên ngẩn ra, hỏi cô gái, làm sao cô lại nhập bọn với tứ đại cổ thú? Thần chiêu chỉ nói, người sắp gặp phiền toái. Diệp Huyên cau mày, có ý gì? Thần chiêu lãnh đạm nhìn lại, không giải thích gì mà rời đi. Nhưng chưa được hai bước, nàng ta đã dừng lại, nói với hai con phong hồn thú và thần hầu, các ngươi cho rằng hắn có thể bảo vệ được các ngươi ư? Hai con thú im lặng, sau đó phong hồn thú kêu gừ gừ. Diệp Huyên cau mày, tiểu tháp, nó nói gì vậy? Tiểu tháp, nó nói đi theo người sẽ an toàn. Diệp Huyên cười to, cao giọng khen ngợi phong hồn thú, mắt ngươi tinh tường đấy. Sau đó quay sang thần chiêu, nếu ta không đoán sai, cô nương và bọn nó bị nhốt ở nơi này đúng không? Thần chiêu nhìn hắn một hồi mới nói, chạy trốn đi nhân loại. Diệp Huyên nheo mắt, vì sao? Thần chiêu khẽ nói, đúng như ngươi nói, chúng ta bị nhốt ở đây, mà thần vương kia chỉ là một kẻ trông giữ. Sau lưng gã còn có một thế lực mà ngươi không thể trêu vào. Ngươi giết một tia thần hồn của gã, lại thả chúng ta ra xem như đang gây hấn với thế lực kia. Người căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với những gì đâu. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, có thể nói một chút về thế lực kia không? Thần chiêu, người đã từng nghe về yêu giáo chưa? Yêu giáo? Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng. Thần chiêu không nói gì trong một lúc, đoạn xòe tay để một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt hắn, trong này có yêu đan ta từng thu thập, xem như trả ơn ngươi đã cứu ta. Nàng ta nói xong thì rời đi. Diệp Huyên hỏi, liệu bọn họ có bỏ qua cho cô không? Thần chiêu lắc đầu, không. Diệp Huyên, bọn họ cũng sẽ không tha cho ta, đã vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cô thấy sao? Thần chiêu nhìn hắn, thần chiêu ta sẽ không thần phục yêu thú, cũng không đi theo nhân loại. Nàng ta toan rời đi. Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt, cười nói, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện. Sau đó lập tức đưa nàng ta vào tiểu tháp. Đồng tử thần chiêu rụt lại khi bước vào, hiển nhiên đã nhận ra sự đặc biệt của thời không bên trong. Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì nàng ta đã cướp trước, ban nãy ngươi vừa nói gì? Diệp Huyên ngẩn ra, sang chỗ khác nói chuyện. Thần chiêu lắc đầu, câu trước đó. Diệp Huyên, chúng ta hợp tác. Thần chiêu đáp ngay tắp lự, được. Diệp Huyên ngớ người. Tiểu tháp lên tiếng, và mặt đau ghê luôn. Diệp Huyên hỏi thần chiêu, ta tưởng cô không đi theo nhân loại. Nàng ta hờ hững đáp, còn tùy người. Diệp Huyên. Thần chiêu lại nói, người thả con yêu thú còn lại ra đi. Diệp Huyên gật đầu, rời khỏi tiểu tháp rồi vung kiếm lên với cây cột trụ còn lại. Rắc. Trụ vỡ ra. Lại một con yêu thú bước ra. Thân hình như vượn, dáng đi thẳng. Toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, tràn đầy sức mạnh. Diệp Huyên nhìn nó một hồi, hỏi, đây là gì? Tăng Vô vội đáp, Phi Liêm, một trong tứ đại cổ thú. Phi Liêm. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy thần chiêu xuất hiện trước mặt Phi Liêm, thì thầm vài câu với nó rồi quay sang hắn, bốn chúng ta sẽ cùng theo ngươi, chống lại một kẻ địch chung, yêu giáo. Diệp Huyên, cô nói về một chút về nó được không? Thần chiêu im lặng một hồi mới nói, đó là một thế lực rất khủng bố do yêu tộc liên minh tạo thành, chuyên điên cuồng thu thập người và yêu thú có huyết mạch đặc biệt ở nhiều thế giới. Nàng ta liếc hắn, một khi bọn chúng biết về huyết mạch của ngươi thì ngươi xong đời. Yêu giáo. Diệp Huyên cau mày, vì sao chúng lại nhốt các người lại? Thần chiêu nhàn nhạt đáp, mục tiêu của chúng là khiến những yêu thú có năng lực ở các thế giới phải thần phục chúng, nhưng bọn ta không muốn. Bèn bị chúng nhốt ở đây đến khi nào chịu cúi đầu mới thôi. Diệp Huyên cười, ngang ngược gớm.
thần chiêu, sẽ còn ngang ngược hơn. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì thấy chân trời ở nơi xa chấn động kịch liệt. Một khắc sau, có một luồng khí tức khủng bố ập đến. Thần chiêu cũng nhìn sang hướng đó, ánh mắt trở nên nặng nề, đến rồi. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất. Thần chiêu thấy vậy thì lại nhìn hắn chằm chằm, vẻ kiêng kỵ càng sâu thêm. Chỉ có một cách duy nhất để đối phó Diệp Huyên, đó chính là giết hắn ngay sau khi hắn vừa rút kiếm. Lúc này, một gã đàn ông trung niên xuất hiện ở chân trời. Vừa nhìn thấy Diệp Huyên, trong mắt gã hiện lên vẻ hưng phấn và kích động, quả nhiên là huyết mạch đặc thù. Huyết mạch đặc thù. Diệp Huyên liếc gã một cái, đang muốn nói thì thấy gã vươn tay ra làm động tác tóm lấy. Lập tức có một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập xuống. Tăng Vô biến sắc kịch liệt khi nhận ra gã đàn ông không chỉ nhằm vào Diệp Huyên mà đang nhằm vào tất cả mọi người. Ông ta kêu lên, Diệp công tử, lão Tăng còn có việc, xin cáo từ. Nói xong đã biến mất ở chân trời. Người phụ nữ bị Diệp Huyên dùng kiếm đóng đinh thì không nhúc nhích, vẫn cứ quắc mắt nhìn hắn. Diệp Huyên nói với Thần Chiêu, giúp ta ngăn gã lại một chút, kiếm còn phải bay thêm chốc nữa. Thần Chiêu liếc xéo, không để nó bay nhanh hơn được à. Diệp Huyên, quá nhanh thì chúng sẽ đỡ được. Thần Chiêu không nói gì. Hết cách, nàng ta nhẹ nhàng điểm mũi chân phải, phóng vút lên cao, tung ra một quyền. Thời không bốn phía lập tức sôi trào khi từng luồng sức mạnh khổng lồ lan tràn khắp bốn phía. Thần Chiêu điềm nhiên trở lại vị trí. Gã đàn ông ở chân trời liếc nhìn nàng ta, Thần Chiêu, được giáo chủ nhìn chúng là vinh hạnh của ngươi, ấy mà ngươi lại không biết phải trái, cự tuyệt thần phục. Gã lắc đầu, quá mức ngu xuẩn. Nói xong, gã bước tới trước. Một bước này khiến thời không trên đầu Diệp Huyên vỡ vụn. Một bàn chân khổng lồ hiện ra rồi bước tới, khiến thời không trong chu vi mấy triệu dặm rạn nứt như mạng nhện, trông kinh khủng vô cùng. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, Thần Chiêu trầm ngâm một hồi rồi vung tay phóng một tia lửa lên cao. Chân trời thoát cái hóa thành biển lửa bọc lấy bàn chân khổng lồ, không cho nó nhúc nhích mảy may. Gã đàn ông nhíu mày rồi biến mất tại chỗ, sau đó tung cú đấm về phía Thần Chiêu. Một tia dữ tợn xẹt qua đáy mắt. Nàng ta cũng biến mất, sau lại có tia lửa thứ hai bay lên. Cứng đối cứng. Tiếng nổ rúng động vang lên nơi chân trời khi ánh lửa nổ ra, biến chân trời thành biển lửa như luyện ngục. Diệp Huyên nhìn phong hồn thú và thần hầu, sao các ngươi không ra tay? Hai con yêu thú hoang mang nhìn hắn. Tiểu Tháp cất tiếng, tiểu chủ, yêu thú thường rất trọng thể diện. Thường thì khi hai yêu thú quyết đấu với nhau sẽ không có những con khác xen vào, không như người. Nó nói đến đây thì im bặt. Diệp Huyên nghĩ ngợi, không được, cái tư duy này tuyệt đối không được, phải thay đổi. Tiểu Tháp lạnh nhạt nói, không đổi được đâu, yêu thú rất có nguyên tắc, người bảo bọn chúng đi hội đồng chẳng khác gì nhục mạ cả, chúng thả bị đánh chết cũng không làm. Nhưng Diệp Huyên xòe tay ra, để lộ 10 giọt máu tươi. Nói với phong hồn thú và thần hầu, đánh chết gã, thứ này sẽ là của các ngươi. Cả hai trần trừ một hồi, lắc đầu. Diệp Huyên lại lấy ra thêm 10 giọt máu, đánh chết gã, thứ này sẽ là của các ngươi. Lần này, hai con yêu thú nhìn nhau, một khắc sau như được tiêm máu gà mà lao ra ngoài. Tiểu Tháp im lặng mất một hồi mới nói, bôi bác quá. Đánh hội đồng. Phải công nhận rằng phong hồn thú và thần hầu vô cùng mạnh, hai con yêu thú vừa gia nhập chiến trường, người đàn ông trung niên kia đã lập tức bị tấn công không thể đánh trả. Vài giây sau, người đàn ông trung niên đã bị đánh tan tác. Sau khi dừng lại, người đàn ông trung niên tức giận nói, thế mà các ngươi lại đánh hội đồng. Phong hồn thú và thần hầu đưa mắt nhìn hai con yêu thú hơi do dự. Đánh hội đồng đúng là không vẻ vang gì. Lúc này, người đàn ông trung niên lại phẫn nộ hét lên, hèn hạ. Vô sỉ, thế mà lại đánh hội đồng, thể diện của các ngươi đâu? Thể diện đâu? Phong hồn thú và thần hầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía dưới cười bảo, thể diện có ích lợi gì? Nói rồi hắn nhìn phong hồn thú và thần hầu, lại hỏi, thể diện có ích lợi gì? Hai yêu thú im lặng. Nghiêm khắc mà nói, có vẻ đúng là thể diện không có ích lợi gì. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên,
cười nói, nếu ông đã nói đến thể diện vậy thì ta hỏi ông, cảnh giới của ông cao như vậy, mà cảnh giới của ta lại thấp, nhưng ông lại muốn giết ta, thể diện của ông đâu? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nhân loại. Diệp Huyên cười, chẳng phải ông muốn đấu đơn sao? Tới đây, ta đấu với ông. Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, ngươi chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ông có thể hồi phục cơ thể rồi. Ta đảm bảo không ra tay, chúng nó cũng không ra tay. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, thật chứ? Diệp Huyên nói, ta có thể thề với trời, nếu khi ông khôi phục thân thể mà ta ra tay thì ta sẽ bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Người đàn ông trung niên lưỡng lự rồi mới nói, ngươi là kiếm tu, ta tin ngươi. Nói xong, ông ta khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hồi phục cơ thể, nhưng lúc này, một thanh kiếm lại chợt đâm vào chân mày của ông ta. Ầm. Linh hồn của người đàn ông trung niên lập tức bị khóa lại. Đám yêu thú. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Huyên hét lên tức tối, nhân loại, ngươi đã nói sẽ không ra tay mà. Ngươi không chỉ ra tay mà còn đánh lén. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ta ra tay ư, ta đâu có ra tay. Người đàn ông trung niên cũng ngẩn ra. Bởi vì vừa rồi Diệp Huyên thật sự không ra tay, nhưng nếu không phải hắn ra tay thì là ai đây? Người đàn ông trung niên không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã điên cuồng hấp thu linh hồn của ông ta. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ác độc nói, nhân loại, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi hèn hạ của mình. Dứt lời, linh hồn của ông ta hoàn toàn bị hấp thu. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm thanh huyên về lại trong tay hắn, hắn nhìn ba yêu thú bên cạnh, ba yêu thú đều im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, có thấy ta hèn hạ không? Phong hồn thú và thần hầu gật đầu. Trong thế giới yêu thú, mọi người đều thích trực tiếp, chơi xấu như Diệp Huyên thực sự khiến bọn chúng không thể thích nổi. Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên, ta không thích hành vi này của ngươi. Diệp Huyên cười đáp, ta không cần cô thích. Nói rồi hắn nhìn ba yêu thú, cuối cùng ta cũng biết vì sao các ngươi lại bị nhốt nhiều năm vậy rồi. Thực lực không bằng người ta, số lượng cũng không bằng người ta, lại còn không dùng não. Với đầu óc này của các ngươi thì nên bị nhốt đến chết. Thần Chiêu hơi híp mắt, ngươi có ý gì? Diệp Huyên lạnh lùng nói, ta hỏi cô, thực lực của các cô có mạnh bằng yêu giáo không? Thần Chiêu im lặng. Diệp Huyên hỏi tiếp, các cô đông người hơn hay yêu giáo đông hơn? Thần Chiêu vẫn im lặng. Diệp Huyên cười nói tiếp, người không đông bằng người ta, thực lực không mạnh bằng người ta hỏi cô lấy gì để cạnh tranh với người ta? Thần Chiêu im lặng. Diệp Huyên mỉm cười, xòe tay ra, 20 giọt máu tươi chậm chậm bay tới trước mặt phong hồn thú và thần hầu, hắn nói các ngươi không cần đi theo ta. Ta không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Nói rồi hắn quay người rời đi. Lúc này, yêu thú Phi Liêm còn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn rồi nói ta đi theo ngươi, ta không cần thể diện. Diệp Huyên bật cười, được. Nói xong hắn đưa Phi Liêm đi về nơi xa. Ở nơi khác, người phụ nữ vẫn luôn bị theo dõi chợt lên tiếng, người không biết gì về yêu giáo cả. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ, xin cô đừng tìm cảm giác tồn tại nữa, cảm ơn. Nói rồi hắn đưa Phi Liêm biến mất ở cuối chân trời. Ba yêu thú nhóm Thần Chiêu đều không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên từ bỏ chúng là điều chúng không ngờ tới, phải biết rằng chúng là yêu thú siêu cấp. Không biết bao nhiêu người muốn bọn chúng đi theo đâu. Đúng lúc này, Thần Chiêu chợt ngẩng đầu, dây tiếp theo thời không chợt nứt ra, sau đó hơn 10 tàn ảnh vọt đến. Yêu giáo. Con người Thần Chiêu chợt co lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Thần Chiêu, vậy mà lại có thể ra được, đúng là khiến chúng ta hơi bất ngờ đấy. Thần Chiêu im lặng giây lát rồi nói, Liên Xích, chúng ta đấu đơn đi. Ông lão tên Liên Xích lắc đầu, không cần, lên. Dứt lời, cường giả yêu thú phía sau Liên Xích lao thẳng về phía ba yêu thú Thần Chiêu. Nhìn thấy cảnh này, phong hồn thú nổi giận đùng đùng, các ngươi dám đánh hội đồng. Liên Xích mỉa mai, vốn là kẻ thù còn cần phải nói chuyện nhân nghĩ võ đức với các ngươi nữa à? Nực cười. Phong hồn thú. Ở nơi khác, Diệp Huyên ngự kiếm rời đi.
Tiểu Tháp chợt lên tiếng, thần chiêu, người cứ vậy mặc kệ bọn chúng sao? Diệp Huyên cười nói, nếu không thì sao? Tiểu Tháp nói, hơi đáng tiếc. Diệp Huyên lắc đầu, chẳng có gì phải tiếc cả. Tam quan của ta và chúng khác nhau, miễn cưỡng ở bên nhau, mọi người đều sẽ khó xử. Không như Tiểu Tháp ngươi, ngươi không cần thể diện, ta cũng không cần thể diện, chúng ta ở với nhau không có xích mích gì cả. Tiểu Tháp. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên cau mày, hắn dừng bước, thời không cách hắn không xa trước mặt chợt nứt ra, giây tiếp theo một ông lão xuất hiện. Chính là liên xích kia. Phía sau liên xích còn có 12 cường giả yêu thú, ngoài ra còn có một cái lồng giam cực lớn, bên trong lồng là thần chiêu, phong hồn thú và thần hầu. Bị bắt rồi. Diệp Huyên khẽ cau mày, mà lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đã lặng lẽ biến mất. Liên Xích nhìn hắn, ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Liên Xích quan sát hắn rồi bảo, huyết mạch đặc biệt. Diệp Huyên cười nói, ông là người thần vương phái tới à? Khóe miệng Liên Xích hiện lên vẻ châm chọc, ông ta có tài đức gì chứ? Diệp Huyên im lặng. Liên Xích lại nói, ngươi tự đi theo ta hay là ta đưa ngươi đi? Diệp Huyên cười khổ, ta đi theo các ông. Vẻ mặt Liên Xích bình tĩnh, ngươi cũng thức thời đấy. Diệp Huyên trầm giọng bảo, các hạ, có thể xin chỉ bảo một chiêu không? Liên Xích nhìn chằm chằm vào hắn, xem ra bảo ngươi đi theo thế này, ngươi không mấy cam lòng. Diệp Huyên nhanh chóng gật đầu, chỉ một chiêu thôi. Liên Xích nói, ngươi xuất chiêu đi. Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ, một thanh kiếm chém về Liên Xích. Vẻ mặt Liên Xích bình tĩnh, ông ta giơ tay tung ra một quyền. Bùm! Một vùng kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên thoáng chốc bị đẩy lùi mấy nghìn trượng, vừa dừng lại, hắn đã liên tục nôn ra máu. Liên Xích ngẩn ra, yếu vậy à? Ông ta thật sự không ngờ Diệp Huyên lại yếu như thế, lúc đầu ông ta còn hơi cảnh giác Diệp Huyên, dù sao chính tên trước mặt này đã phá vỡ sợi thần hồn của thần vương và giải cứu nhóm thần chiêu. Nhưng ông ta không ngờ tên này lại yếu đến vậy. Là do ông ta mạnh quá ư? Ở đằng xa, Diệp Huyên vẫn đang nôn ra máu, dường như sắp mất máu mà chết. Liên Xích nhìn Diệp Huyên, khẽ cau mày, người yếu đến vậy à? Diệp Huyên cười khổ, đúng thế. Liên Xích nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, lãng phí sức lực của ta. Đưa đi. Nói xong, ông ta quay người, mà lúc này điều khác thường xảy ra, dường như ông ta cảm nhận được điều gì, còn người chợt co lại. Vừa định lùi bước thì lúc này một thanh kiếm đã đâm xuyên qua đầu mày của ông ta. Bùm! Cơ thể Liên Xích rung lên kịch liệt, thần hồn trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Liên Xích hơi ngơ ngác, ai? Nói rồi ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên phía sau, vẻ mặt Diệp Huyên cũng ngỡ ngàng, ai? Liên Xích nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, không phải mà. Liên Xích nhíu mày. Nhìn xung quanh nhưng không cảm nhận được gì. Trong mắt Liên Xích thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, là ai? Lúc này, kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn hấp thu thần hồn của Liên Xích, hấp thu xong, nó cũng biến mất. Những cường giả cả yêu giáo đưa mắt nhìn nhau, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi. Ở nơi xa, Diệp Huyên bỗng nói, là ai? Tất cả cường giả yêu giáo đều nhìn Diệp Huyên không ngừng liếc nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Lúc này, một trong những cường giả yêu giáo trầm giọng nói, rút. Rút. Liên Xích đã bị một kiếm giết trong nháy mắt, hơn nữa bọn họ còn không biết là ai giết. Còn chơi làm sao được nữa. Vào lúc này, một thanh kiếm chợt đâm xuyên qua đầu cường giả yêu giáo thủ lĩnh. Thần hồn của cường giả yêu giáo ấy lập tức bị hấp thu. Những cường giả yêu giáo còn lại biến sắc. Bọn họ đồng loạt lùi lại rồi nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn Diệp Huyên, bọn họ phát hiện hắn cũng như nhìn thấy kẻ địch, trong mắt là vẻ cảnh giác, không chỉ cảnh giác mà còn có hoảng sợ, dường như kiếm tiếp theo sẽ nhằm vào hắn vậy. Không phải tên này. Trong mắt các cường giả yêu giáo đều toát lên vẻ ngờ vực. Bên trong lồng giam, thần chiêu nhìn Diệp Huyên nhưng vẫn im lặng. Thật ra, nếu lúc này đám cường giả yêu giáo cùng xông lên thì Diệp Huyên sẽ chết chắc. Bởi kiếm của Diệp Huyên là trảm tương lai, chỉ cần khống chế được hắn lúc này thì hắn sẽ đi đời ngay. Nhưng những tên kia lại không ra tay với Diệp Huyên,
đương nhiên cũng là vì khả năng diễn xuất của hắn quá tốt, đúng là diễn viên. Nếu không phải nàng ta quen biết Diệp Huyên thì đến nàng ta cũng không nghĩ là hắn làm. Lúc này, lại một cường giả yêu giáo khác chết đột ngột. Lúc này, sắc mặt các cường giả yêu thú nơi này đều có sự thay đổi lớn, không chút do dự, các cường giả yêu giáo còn lại đều quay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối trời. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh trở lại, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên về lại lòng bàn tay hắn, hắn nhìn ba yêu thú phía Thần Chiêu đang bị nhốt trong lồng phía xa, hắn phất tay, chém ra kiếm quang. Phập! Lồng giam bị phá vỡ. Diệp Huyên cất kiếm, xoay người rời đi. Thần Chiêu chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn rồi vỗ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, từ giờ phút này, ta không cần thể diện nữa. Diệp Huyên! Tiểu Tháp! Không cần thể diện nữa. Thần Chiêu vừa nói xong, phong hồn thú và thần hầu bên cạnh cũng gật đầu, ý bảo chúng cũng không cần thể diện nữa. Như Diệp Huyên nói, thể diện có ích lợi gì? Chẳng có ích gì cả. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi bảo, cô chắc chứ? Thần Chiêu gật đầu. Diệp Huyên cười, hoan nghênh cô gia nhập liên minh không biết xấu hổ. Liên minh không biết xấu hổ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đào tạo một số cường giả, mà mấy yêu thú trước mặt này khá thích hợp, hắn có tiểu tháp, lại có huyết mạch, nếu huấn luyện mấy yêu thú này thì cũng không có khó khăn gì. Chỉ cần huấn luyện được mấy yêu thú này thì tương đương với việc hắn có thêm vài trợ thủ. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, lão già vừa rồi ở cảnh giới nào? Thần Chiêu nhẹ nhàng nói, trụ tâm cảnh. Diệp Huyên khẽ cau mày, vẫn là trụ tâm cảnh. Thần Chiêu gật đầu, bao gồm thần vương lúc trước cũng thế, đối phương cũng là trụ tâm cảnh, nhưng mạnh hơn trụ tâm cảnh bình thường khá nhiều. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, trụ tâm cảnh cũng phân mạnh với yếu, nghĩa là trụ tâm cảnh cũng có cảnh giới nhỏ, đúng không? Thần Chiêu khẽ đáp, trụ tâm cảnh phân thành 6 tầng. 6 tầng. Diệp Huyên đỡ chán, hơi đau đầu. Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên, làm sao vậy? Diệp Huyên cười khổ, bây giờ cứ nghe đến cảnh giới là ta lại thấy đau đầu. Thần Chiêu khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu, cô nói về trụ tâm cảnh đi. Thần Chiêu nghiêm nghị giải thích, chắc người cũng biết muốn đạt tới trụ tâm cảnh thì phải hấp thu một vũ trụ lớn, sau đó luyện chế ra vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thần Chiêu tiếp tục nói, mà cường giả trụ tâm cảnh vẫn có thể tiếp tục hấp thụ. Một cường giả đạt đến trụ tâm cảnh, sau khi hấp thu thêm một vũ trụ, tu vi sẽ tăng gấp đôi, cũng chính là trụ tâm cảnh tầng 2. Người mạnh nhất ta từng gặp là cường giả trụ tâm cảnh tầng 5, hấp thụ 5 vũ trụ siêu cấp, vũ trụ chi tâm của ông ta không chỉ có một mà là 5 hợp 1. Cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, còn có thể như vậy à? Thần Chiêu gật đầu. Diệp Huyên như đang suy nghĩ điều gì, trong lòng chợt hơi ảo não. Bởi vì vừa nãy khi giết người, hắn đã phá hủy cả vũ trụ chi tâm của đối phương. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi tâm rất khó để dễ dàng phá hủy, nhưng vấn đề là kiếm của hắn là kiếm Thanh Huyên. Chỉ với một nhát kiếm, vũ trụ chi tâm nào có thể ngăn nổi. Mà nếu không phá hủy vũ trụ chi tâm của đối phương thì chẳng phải hắn có thể trực tiếp hấp thu không? Nghĩ đến đây, mắt Diệp Huyên chợt sáng lên. Nếu là người khác thì không thể hấp thu vũ trụ chi tâm để nâng cao tu vi, dù sao hấp thu một vũ trụ chi tâm không chỉ yêu cầu thân thể cường đại, còn cần huyết mạch mạnh mẽ, hơn nữa còn cần sự phối hợp của vũ trụ chi tâm. Mà thể chất của hắn đặc biệt, huyết mạch đặc biệt, có thể tiến hành hấp thu được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyên khẽ nhếch lên. Lúc này, Thần Chiêu đột nhiên lên tiếng, người đang nghĩ đến chuyện xấu gì thế? Diệp Huyên bật cười, đâu có. Sao ta có thể nghĩ đến chuyện xấu được? Thần Chiêu nhìn Diệp Huyên rồi chỉnh trọng nói, Liên Xích bị giết sẽ sớm thu hút sự chú ý của yêu giáo, nếu ta không đoán nhầm thì có thể bọn họ sẽ phái cường giả trụ tâm cảnh tầng 3 tới nhanh thôi. Diệp Huyên hỏi, Liên Xích vừa rồi là tầng 2 à? Thần Chiêu gật đầu. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, im lặng. Hắn có thể giết cường giả tầng 3 không? Thật ra hắn hơi lo lắng, vì kiếm trảm tương lai của hắn có một nhược điểm lớn, đó là sau khi chém ra phải rất lâu sau mới có kết quả. Mà trong khoảng thời gian này,
nếu đối phương ra tay với hắn thì đúng là sẽ đau đầu. Nếu không dùng kiếm thanh huyên thi triển trảm tương lai, hắn có thể dùng kiếm thanh huyên để phòng thủ, có kiếm thanh huyên phòng thủ, hắn không sợ cường giả trụ tâm cảnh tầng 3, nhưng vấn đề là nếu không dùng kiếm thanh huyên lại khó có thể giết được đối phương, một số cường giả trụ tâm cảnh còn có thân thể cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên hơi đau đầu. Lúc này, Thần Chiêu chợt hỏi, người có dự định gì? Diệp Huyên nhìn Thần Chiêu, cô ở cảnh giới nào? Thần Chiêu đáp, tầng 2. Diệp Huyên khẽ cau mày, cô là tầng 2, liên xích kia cũng là tầng 2, vậy sao cô? Thần Chiêu hờ hững nói, bọn chúng đánh hội đồng ta. Vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên kỳ quái, hóa ra cô nương này bị đánh hội đồng. Bảo sao lại bắt đầu chọn không cần thể diện. Thần Chiêu lại nói, có dự định gì? Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, tu luyện, chờ bọn chúng tới. Thần Chiêu hơi nhíu mày, tu luyện. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn phong hồn thú và thần hầu, bọn chúng là trụ tâm cảnh tầng 1 đúng không? Hai con yêu thú gật đầu. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta là nâng cao thực lực, Thần Chiêu, cô phải lên đến tầng 3, phong hồn thú và thần hầu phải lên được tầng 2. Thần Chiêu hơi cau mày, trong khoảng thời gian ngắn thế này. Nói đến đây, nàng ta chợt khựng lại. Nàng ta nhớ đến tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn Thần Chiêu, máu của ta có thể giúp được cô đúng không? Thần Chiêu gật đầu, đúng. Huyết mạch của ngươi cực kỳ đặc biệt, có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú chúng ta. Diệp Huyên hỏi, cần bao nhiêu máu? Thần Chiêu trầm mặc một lúc rồi bảo, ta cũng không biết. Diệp Huyên xòe tay ra, một chiếc bình ngọc màu trắng xuất hiện trước mặt Thần Chiêu, cô dùng trước đi, xem có đủ không? Thần Chiêu gật đầu, được. Nói xong nàng ta trở lại tiểu tháp. Thần Chiêu ngồi xếp bằng dưới đất, mở bình ngọc trắng ra, đổ một giọt tinh huyết vào miệng. Giọt tinh huyết vừa vào cơ thể, con người của Thần Chiêu đột nhiên co rụt lại. Máu trong người nàng ta chợt sôi trào, sau đó từng luồng hơi thở mạnh mẽ tuôn ra từ cơ thể nàng ta. Bùm bùm. Trong phút chốc, thời không xung quanh Thần Chiêu cũng trở nên sục sôi. Lúc này, giọng tiểu tháp chợt vang lên trong đầu Thần Chiêu, cô nương, cô bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến tầng 3, thậm chí là tầng 4. Thần Chiêu nhíu mày, tại sao? Tiểu tháp nói, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể tiếp tục đi theo tiểu chủ. Nếu tốc độ thăng tiến của cô quá chậm, không lâu nữa tiểu chủ sẽ bỏ cô lại phía sau, khi ấy cô sẽ phải rời khỏi tiểu chủ. Trước cô, bên cạnh tiểu chủ cũng có không ít phụ nữ, nhưng có thể theo kịp bước chân người ấy lại chẳng có ai. Hầu hết họ đều không theo kịp người ấy rồi rời đi. Thần Chiêu im lặng. Tiểu tháp nói tiếp, có lẽ cô đang nghĩ đi theo hắn thì có gì phải thèm muốn. Đúng không? Thần Chiêu gật đầu. Tiểu tháp thản nhiên giải thích, bản thân tiểu chủ khá vô dụng, nhưng hắn có tháp. Biết ta không, tu luyện 10 năm trong tiểu tháp ta, ở bên ngoài mới là một ngày. Nếu cô tu luyện trong này một thời gian, he he. Thần Chiêu im lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, cô muốn đi theo hắn thì phải rất mạnh, hoặc là theo kịp bước chân hắn, nếu không, không lâu nữa, cô sẽ bị lãng quên. Thần Chiêu chợt hỏi, nếu ngươi đã cảm thấy hắn vô dụng thì sao còn đi theo hắn? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi bảo, cô đừng nói nhiều nữa. Thần Chiêu, bên ngoài tiểu tháp, Diệp Huyên lại đưa cho ba yêu thú một ít tinh huyết, sau đó để chúng vào tháp tu luyện. Diệp Huyên nhìn xung quanh, rồi xoay người biến mất. Không lâu sau, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng đột nhiên run lên, ngay sau đó, không gian như bị cây kéo cắt ra, tiếp đó một người đàn ông mặc áo bào trắng bước tới. Sau khi người đàn ông đi ra, hắn ta nhìn xung quanh rồi hơi cau mày. Một lúc lâu sau, người đàn ông xòe lòng bàn tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài, tiếp đó, lệnh bài biến mất. Khi lệnh bài biến mất, người đàn ông khẽ nói, ra ngoài đi. Không có phản ứng. Người đàn ông quay đầu nhìn về phía bên phải, ra đi. Vẫn không có phản ứng. Người đàn ông khẽ lắc đầu, thiếu niên cầm kiếm. Mặc trường bào màu xanh. Lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Người đàn ông không ai khác, chính là Diệp Huyên. Thật ra hắn chưa từng rời đi, hắn đang chờ, chờ cường giả của yêu giáo tới, vì hắn biết cường giả của yêu giáo chắc chắn sẽ tới.
Diệp Huyên nhìn người đàn ông, người phát hiện ra ta rồi. Người nọ quan sát Diệp Huyên, tuy cảnh giới của ngươi thấp, nhưng thực lực rất mạnh, ngươi không đi con đường tầm thường. Diệp Huyên cười, đúng thế. Đối với hắn, có thể kéo dài thì kéo dài, vì kiếm của hắn phải bay một lúc. Người đàn ông im lặng một lúc rồi bảo, ta không còn sống được nữa đúng không? Diệp Huyên nheo mắt. Người đàn ông nhìn bao kiếm trong tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ngươi dám chờ ta ở đây chứng minh rằng ngươi tự tin có thể giết được ta, mà trong bao kiếm của ngươi không có kiếm, nghĩa là ngươi đã xuất kiếm, đúng không? Diệp Huyên sầm mặt. Chết tiệt. Gặp phải cao nhân rồi. Nếu đối phương có phòng bị thì nhất kiếm trảm tương lai của hắn rằng rất khó giết được đối phương. Nếu trảm tương lai không giết được đối phương thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, người đàn ông chợt cười bảo, người im lặng, ánh mắt cụp xuống, tay trái cầm bao kiếm còn siết chặt, đây là biểu hiện của vẻ cảnh giác, tức là người bắt đầu đề phòng ta, hay nói cách khác, bây giờ ngươi không còn tự tin nhát kiếm mình vừa xuất ra khi nãy có thể lấy mạng được ta nữa. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười khẽ, ngươi vừa tới đã lấy lệnh bài ra, nếu ta đoán không nhầm thì ngươi đang gọi người, mà sở dĩ ngươi gọi người là vì ngươi sợ. Bây giờ ngươi nói với ta những điều này chứng minh ngươi càng sợ hơn nữa. Nói rồi hắn cong khóe môi, trước khi ngươi đến, đúng là ta đã xuất kiếm, chúng ta cược đi, cược xem nhát kiếm của ta có giết được ngươi không, ngươi có cược không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, trầm mặt một lát rồi cười hỏi, cược cái gì? Diệp Huyên nháy mắt, mạng của ngươi. Người đàn ông vẫn cười, chỉ có mạng của ta thôi à? Ngươi thì sao? Diệp Huyên cười bảo, trụ tâm cảnh tầng 3 không giết được ta. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên, khẽ gật đầu, trụ tâm cảnh tầng 3 không giết được ngươi, vậy trụ tâm cảnh tầng 4 thì sao? Dứt lời, một luồng hơi thở mạnh mẽ chợt tuôn ra từ cơ thể hắn ta. Trụ tâm cảnh tầng 4. Lúc này, người đàn ông cất lời, ngươi nheo mắt rồi, đồng thời đáy mắt ngươi còn có vẻ nặng nề, rất rõ ràng, ngươi không tự tin đến vậy. Nói xong hắn ta nhếch miệng, Diệp Huynh, ta cược kiếm của ngươi không giết được ta. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, tự tin đến thế à? Người đàn ông đáp, ta vốn hơi kiêng dè, nhưng là Diệp Huynh mang đến tự tin cho ta. Dứt lời, hắn ta nhìn xung quanh, khẽ cười nói, ta cảm thấy khá mong đợi với chiêu kiếm của Diệp Huynh đấy. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông, coi như ngươi giỏi. Nói xong, hắn xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông nhíu mày, cứ thế mà đi à? Chẳng lẽ hắn ta thật sự đánh giá cao đối phương rồi? Người đàn ông nhìn về phía xa, một lát sau, hắn ta càng nhíu chặt mày hơn. Vì hắn ta phát hiện, Diệp Huyên thật sự đã đi rồi. Như nghĩ đến điều gì, người đàn ông híp mắt, chẳng lẽ từ đầu đến cuối đối phương đều đang hù dọa mình? Lúc này, một thanh kiếm không hề báo trước xuất hiện trước giữa chân mày của hắn ta. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, một lực lượng mạnh mẽ từ trong người hắn ta tập trung lên mi tâm. Một vùng kiếm quang lóe lên, người đàn ông lập tức bị chém lui gần vạn trượng, khi vừa dừng lại, giữa chân mày hắn ta chợt nứt ra, tốc độ nứt ra vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông đã như một món đồ sứ rơi vỡ, thoáng chốc chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng lúc này, một thanh kiếm khác lại xuất hiện. Thanh kiếm này không phải kiếm Thanh Huyên. Vì lúc đầu, Diệp Huyên sử dụng hai thanh kiếm. Kiếm Thanh Huyên chỉ là chiêu kiếm thứ nhất. Kiếm thứ hai là bổ sung. Nhìn thấy thanh kiếm này, người đàn ông híp mắt, hắn ta giơ tay phải lên chỉ về phía trước. Ngay sau đó, không gian nơi tay hắn ta chỉ vào lập tức sôi trào, vô số lực lượng linh hồn mạnh mẽ bay ra từ giữa ngón tay. Oanh! Chiêu kiếm kia của Diệp Huyên lập tức bị chặn lại, nhưng một khắc sau, con ngươi của người đàn ông chợt co lại như mũi kim. Chiêu kiếm này có lực lượng đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nhất kiếm định hồn. Linh hồn của người đàn ông lập tức lùi xa chục nghìn trượng, khi hắn ta dừng lại, linh hồn của hắn ta lập tức trở nên mờ ảo đến gần như trong suốt. Người đàn ông không chút do dự, xoay người biến mất ở cuối chân trời. Trốn. Hắn ta biết mình phải lập tức chạy trốn. Chỉ cần chậm một chút, hắn ta sẽ chết chắc. Người đàn ông vừa biến mất,
Diệp Huyên đã xuất hiện ở vị trí hắn ta vừa đứng, hắn nhìn về phía chân trời, nhíu chặt mày. Hắn không ngờ ngay cả sử dụng hai kiếm chảm tương lai vẫn không thể giết chết đối phương. Cường giả trụ tâm cảnh tầng 3. Diệp Huyên im lặng. Đối phương có yếu không? Không, đối phương không hề yếu. Nếu đối phương đã ra tay trước, thì hắn chắc chắn không thể đỡ được, vì hắn đã sử dụng kiếm Thanh Huyên để ra chiêu nhất kiếm chảm tương lai rồi. Mà cho dù sử dụng kiếm Thanh Huyên để phòng thủ, hắn cũng không dám chắc chắn 10 phần là có thể đỡ được đòn tấn công của đối phương. Tiếc là người đàn ông kia không lập tức ra tay. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng như lời Chu Tân từng nói trước đây, lúc giao thủ với cường giả chân chính, hắn phải ra tay trước, hơn nữa, có khả năng chỉ có một cơ hội mà thôi. Nếu không thể giết chết hay khiến đối phương bị trọng thương, một khi đối phương đánh trả, có lẽ hắn sẽ gặp họa. Một lát sau, Diệp Huyên xoay người rời đi. Hắn còn phải nâng cao thực lực. Lần này không thể chém chết người đàn ông kia cũng không phải một chuyện quá tồi tệ với hắn. Vì nếu hắn thẳng tay chém chết người đàn ông kia, thì tiếp theo, rất có thể yêu giáo sẽ phái cao thủ trụ tâm cảnh tầng 5, thậm chí là tầng 6 ra. Xét đến tình huống giao thủ với người đàn ông khi nãy, chắc chắn hắn bây giờ không phải là đối thủ của cường giả trụ tâm cảnh tầng 5. Người đàn ông kia chưa chết, nói cách khác vẫn sẽ có một giai đoạn hòa hoãn, hắn có thể lợi dụng thế giới này để nâng cao thực lực của bản thân. Ở một nơi khác, người đàn ông chạy qua mấy chục tinh vực mới dừng lại. Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn tràn đầy đề phòng. Một lát sau khi chắc chắn Diệp Huyên không đuổi theo, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông hơi nhíu mày, chiêu kiếm quá kỳ lạ. Nhớ đến hai chiêu kiếm khi nãy của Diệp Huyên, hắn ta vẫn còn thấy sợ hãi. Hai chiêu kiếm đó thật sự quá kỳ lạ. Người đàn ông im lặng một lát, sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn ta trợn mắt kiếm chảm tương lai. Nghĩ đến đây, người đàn ông tỏ vẻ khó tin, sao hắn có thể làm được? Kiếm chảm tương lai. Nghịch thời gian. Không đúng. Người đàn ông biết rõ nghịch thời gian bình thường hoàn toàn khác với chiêu kiếm này của Diệp Huyên, nghịch thời gian bình thường không thể đem đến uy hiếp cho hắn ta. Người đàn ông im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, thú vị đấy. Nói xong, hắn ta chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu đắp nặn lại thân thể. Hắn ta cũng không lập tức trở về yêu giáo, vì hắn ta phát hiện chuyện này không được đơn giản cho lắm. Đáng lý ra nơi này không nên có cường giả cấp bậc như Diệp Huyên mới phải. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện một điều, là cảnh giới của Diệp Huyên rất thấp. Việc hắn ta cần làm bây giờ là điều tra rõ về Diệp Huyên. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên đi tới trước mặt thần chiêu, sau khi hấp thụ hết máu tươi của hắn, khí thế của thần chiêu ngày càng lớn mạnh, không bao lâu nữa sẽ đạt tới trụ tâm cảnh tầng 3. Lúc này, thần chiêu mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên, người khi nãy là tầng 4. Diệp Huyên gật đầu. Thần chiêu im lặng. Diệp Huyên cười nói, ở yêu giáo có nhiều cường giả tầng 4 không? Thần chiêu lắc đầu, không nhiều, nhưng cũng không ít. Càng thăng cấp độ khó càng cao, đặc biệt là yêu thú. Yêu thú muốn thăng cấp có quá nhiều hạn chế. Đương nhiên một khi yêu thú thăng cấp thành công, thực lực cũng mạnh hơn cường giả nhân loại cùng cấp rất nhiều. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói cách khác, dù là ở yêu giáo, cường giả tầng 5 và tầng 6 cũng rất ít. Thần chiêu gật đầu. Diệp Huyên cũng nói, ta biết rồi. Thần chiêu nhìn Diệp Huyên, đừng khinh địch, dù là cường giả tầng 4 cũng đã rất đáng sợ rồi, vì yêu thú bình thường chắc chắn không thể đạt tới tầng 4. Diệp Huyên cười đáp, cũng đúng. Người đàn ông khi nãy cũng khiến hắn hơi ngạc nhiên, đặc biệt là khả năng quan sát của đối phương. Việc này cũng như một hồi chuông cảnh báo hắn. Yêu giáo thật sự không đơn giản. Thần chiêu chợt hỏi, người có tính toán gì không? Tính toán. Diệp Huyên cười khẽ còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là nâng cao thực lực bản thân trước rồi. Tiếc là không có cường giả trụ tâm cảnh. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nếu có thể lấy được mấy vũ trụ chi tâm, thực lực của hắn sẽ nâng cao nhiều. Thần chiêu nhíu mày, cường giả trụ tâm cảnh. Ngươi muốn tìm cường giả trụ tâm cảnh. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng thế. Thần chiêu trầm giọng nói,
dù ta không biết vì sao ngươi lại muốn tìm cường giả trụ tâm cảnh, nhưng ta có thể nói với ngươi một nơi có không ít cường giả trụ tâm cảnh. Diệp Huyên hỏi, ở đâu? Thần Chiêu đáp, Thiên Yêu Giới, đó là một phân giáo của yêu giáo, ở đó có mấy vị yêu thú trụ tâm cảnh, thực lực cũng không tệ. Thiên Yêu Giới. Diệp Huyên híp mắt, làm sao để đi đến đó? Thần Chiêu cong ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Thiên Yêu Giới. Trong tiểu tháp, khi biết Diệp Huyên lập tức đi đến Thiên Yêu Giới, sắc mặt Thần Chiêu lập tức trở nên nặng nề. Thanh kiếm này của Diệp Huyên vẫn còn một chức năng đáng sợ khác. Diệp Huyên vừa đến Thiên Yêu Giới đã có một thần thức chú ý đến hắn, một khắc sau, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Mà kiếm Thanh Huyên trong vỏ kiếm của Diệp Huyên đã biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, ông không biết ta là ai sao? Người đàn ông im lặng một lát rồi đáp, Diệp Huyên. Diệp Huyên cười to, đúng thế. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đến Thiên Yêu Giới của ta làm gì? Diệp Huyên nhìn ra sau lưng người đàn ông trung niên, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm thì ông đang gọi người đúng không? Nghe vậy, trong mắt ông ta lập tức lóe lên sát khí, một khắc sau, ông ta đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Cú đấm này khiến chân trời lập tức nổ tung, lực lượng mạnh mẽ như thú triều kéo về phía Diệp Huyên, tinh không xung quanh lập tức sôi trào. Ông ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Vì ông ta biết lúc Diệp Huyên xuất hiện ở đây, không phải Diệp Huyên chết thì chính là ông ta đi đời. Nhưng cú đấm của ông ta còn chưa đến gần Diệp Huyên thì một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày của ông ta. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra từ sau gáy người đàn ông trung niên, thanh kiếm cũng khóa lại linh hồn của ông ta, nhưng không hoàn toàn giết chết ông ta. Lực lượng mạnh mẽ của người đàn ông trung niên cũng thoáng chốc tan thành mây khói, tựa như chưa từng xuất hiện. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, kiếm của ngươi. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, có lời gì thì kiếp sau nói nhé. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, thân thể người đàn ông trung niên lập tức nổ tung, nhưng trái tim lại chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên nhếch môi, lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó có hai khí thế mạnh mẽ đang xuyên qua chân trời, điên cuồng chạy trốn. Hai cường giả trụ tâm cảnh còn lại của Thiên Yêu Giới. Diệp Huyên cất vũ trụ chi tâm đi, sau đó đột nhiên biến mất, một khắc sau, chân trời phía xa rách ra một lỗ hổng lớn, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ khe nứt không gian đó. Một lát sau, Diệp Huyên xuất hiện, trong tay hắn lại có thể một viên vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn để một cường giả trụ tâm cảnh chạy trốn. Hơi đáng tiếc. Nhưng đành chịu thôi. Cường giả trụ tâm cảnh không yếu, dưới tình huống khi nãy, hắn chỉ có thể đuổi theo một người, muốn giết hai người bằng một chiêu kiếm là quá khó. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, hắn tiến vào trong tiểu tháp. Nhìn hai viên vũ trụ chi tâm trước mặt, Diệp Huyên nhếch môi, không chút do dự bắt đầu nuốt chửng một viên vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm vừa tiến vào người Diệp Huyên, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó... Những lực lượng mạnh mẽ lan ra từ trong người hắn. Trong nháy mắt, không gian xung quanh trở nên sôi trào. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tập trung hấp thu vũ trụ chi tâm, má khí thế của hắn cũng không ngừng tăng cao. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tiểu tháp đột nhiên mở mắt. Diệp Huyên nhíu mày, khí thế của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng không có đột phá về chất, tức là về mặt cảnh giới. Bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới trụ tâm cảnh tầng 2. Sao lại thế này? Diệp Huyên trầm giọng hỏi thầm, tiểu tháp, người có biết chuyện gì không? Tiểu tháp im lặng rất lâu mới đáp, người hấp thu quá ít vũ trụ chi tâm. Diệp Huyên hơi khó hiểu, có ý gì? Tiểu tháp khẽ thở dài, tiểu chủ, người phải hiểu một điều, càng lên cao, bản thân cảnh giới đã càng khó nâng lên, huống hồ người còn không đi con đường tầm thường. Nói một cách đơn giản, người hấp thu một vũ trụ chi tâm thì không thể đột phá liền được.
Nếu người hấp thu một vũ trụ chi tâm đã có thể đột phá ngay thì người khác làm sao sống nổi nữa. Người nghĩ mà xem, người hấp thu một vũ trụ chi tâm đã tăng lên một tầng, hấp thu 6 vũ trụ chi tâm đã tăng lên tầng 6, người thấy có hợp lý không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thấy hợp lý. Tiểu Tháp trầm mặc một lúc lâu mới nói, tiểu chủ, bây giờ ta nghi ngờ đầu óc người hơi không bình thường đấy. Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói tiếp, và còn một điểm nữa, bây giờ người hấp thu một vũ trụ chi tâm, không thể có hiệu quả tốt bằng hấp thu một vũ trụ rồi ngưng tụ vũ trụ chi tâm được. Nói đơn giản thì vũ trụ chi tâm mà người hấp thu hiện giờ tương đương với vật đã qua sử dụng, người mong đợi chất lượng của sản phẩm đã qua sử dụng sẽ tốt như thế nào. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, người có thể hấp thu thêm vài viên vũ trụ chi tâm nữa, ít nhất phải 3-4 cái mới có thể đạt đến giai đoạn tiếp theo. Diệp Huyên trầm giọng bảo, bây giờ tu luyện cảnh giới hơi phiền phức nhỉ. Tiểu Tháp nghiêm nghị đáp, phiền phức. Tiểu chủ, ta chợt phát hiện ra sự khác biệt giữa thế hệ cha ông và thế hệ con ông cháu cha. Trước đây để đột phá, chủ nhân đã phải liều cả tính mạng, còn người, mẹ nó chứ, người chỉ cần nằm cũng có thể đi được trên con đường này. Phụ thân người tu luyện liều mạng là thế, còn người thì con mẹ nó, suốt cả quá trình chỉ nằm không. Đã vậy người còn chê nằm không thoải mái. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi nói, sau này nếu Tiểu Tháp ta có con trai, ta cũng sẽ nuôi thả tự nhiên để nó tự dựa vào thực lực của mình mà cố gắng, không thể đi theo con đường dựa dẫm được. Diệp Huyên thản nhiên nói, ngươi không có con được đâu. Tiểu Tháp. Diệp Huyên không nói nhảm với Tiểu Tháp nữa mà đi ra ngoài. Vũ trụ chi tâm. Tiểu Tháp nói đúng, nếu hấp thu một viên vũ trụ chi tâm đã tăng thêm một tầng thì đúng là vô lý quá. Hấp thụ thêm vài cái chắc sẽ không thành vấn đề nữa. Tìm trụ tâm cảnh để giết thôi. Đương nhiên hắn sẽ không vì đột phá mà đi giết lung tung, tuy Diệp Huyên hắn không phải người tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn có giới hạn. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên chợt hỏi, Tiểu Tháp, năm xưa phụ thân có vì tu luyện mà không từ mọi thủ đoạn không? Tiểu Tháp im lặng giây lát rồi đáp, không. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ, không ư. Tiểu Tháp lạnh nhạt hỏi lại, tiểu chủ, trong lòng người, chủ nhân rất xấu xa à? Diệp Huyên bật cười, không nói gì. Tiểu Tháp lại nói, thời kỳ đầu chủ nhân chỉ hơi cực đoan một chút thôi, nhưng y cũng không chủ động đi bắt nạt người khác. Có điều y thuộc kiểu nếu người ta bắt nạt mình thì y sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc nhân của kẻ đó. Diệp Huyên cười, phụ thân có gặp đối thủ nào cực kỳ mạnh không, là kiểu dù thế nào cũng không thể đánh bại ấy. Tiểu Tháp trầm giọng trả lời, có, thiên mệnh. Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói tiếp, bị đánh từ đầu đến cuối, đương nhiên, so với thiên mệnh tỷ tỷ, khi ấy chủ nhân còn rất trẻ, đánh không lại tỷ ấy thật ra cũng là điều bình thường. Nói xong nó dừng lại một lát rồi nói tiếp, thiên mệnh tỷ tỷ là người duy nhất dám bảo đại ca người và chủ nhân cùng tấn công, từ trước đến nay chưa từng có người nào khác. Diệp Huyên nghiêm mặt, sau này ta cũng có thể, không chỉ có thể. Ta còn muốn ba người họ tấn công cùng một lúc. Tiểu Tháp im lặng một lúc, xét về phương diện ra vẻ và khoác lác, tiểu chủ, ta chỉ phục người thôi. Diệp Huyên. Một lúc sau, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Lúc này hắn đang suy nghĩ một vấn đề, yêu giáo mãi không đến tìm hắn có nghĩa là người đàn ông tầng 4 lúc trước không báo cáo lại với yêu giáo. Cũng có nghĩa là có thể đối phương sẽ điều tra hắn. Đây cũng là cơ hội của hắn. Thời gian. Hắn không sợ đối thủ và kẻ địch mạnh, hắn chỉ sợ thiếu thời gian. Còn cả nhất kiếm trảm mệnh nữa, hắn cũng phải nghĩ cách cải thiện nó, bởi vì nhất kiếm trảm mệnh của hắn bây giờ đã không còn tác dụng với trụ tâm nữa rồi. Thời gian lưu thể. Trực giác nói cho hắn biết, giới hạn của thời gian lưu thể chi lực này còn nhiều hơn thế nữa. Diệp Huyên chợt hỏi, thần chiêu. Cô có biết ở đâu còn có phân giáo của yêu giáo không? Thần chiêu thấp giọng đáp, người tiêu diệt một phân giáo có thể sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của yêu giáo đấy. Nhưng nếu người tiêu diệt nhiều phân giáo, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị yêu giáo ghim thẳng mặt, đến lúc đó có thể sẽ có cường giả tầng 5 và tầng 6 đến tìm ngươi. Diệp Huyên cười bảo, chẳng lẽ ta không tiêu diệt chúng thì chúng sẽ bỏ qua cho ta sao? Thần chiêu im lặng hồi lâu mới nói, tới cổ yêu giới. Diệp Huyên cười, cô chỉ đường đi. Một lúc sau,
Một thông tin truyền đến trong đầu Diệp Huyên, hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên rồi biến mất tại chỗ. Cổ yêu giới. Khi Diệp Huyên vừa tới cổ yêu giới, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi lông mày nhanh chóng nhíu lại, sau đó hắn chuẩn bị lùi lại. Mà lúc này, một giọng nói chợt vang lên sau lưng Diệp Huyên, Diệp công tử, ta chờ ngươi rất lâu rồi đấy. Diệp Huyên quay người lại, trước mặt hắn là một người đàn ông, chính là cường giả tầng 4 từng giao đấu với hắn lúc trước. Lúc này, thân thể đối phương đã hoàn toàn khôi phục. Ngoài người đàn ông này ra, còn có hai cường giả thần bí mặc áo bào đen. Đây không phải vấn đề mấu chốt là hai người này đều là trụ tâm cảnh tầng 4. Ba trụ tâm cảnh tầng 4. Người đàn ông cười nói, Diệp công tử, có phải hơi bất ngờ không? Diệp Huyên bật cười, người nghĩ ta sẽ bất ngờ ư? Người đàn ông liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, không nói gì. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên vẫn còn trong bao, tức là Diệp Huyên chưa rút kiếm. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta cứ tưởng yêu giáo các ngươi sẽ phái cường giả tầng 5 đến cơ. Không ngờ vẫn là tầng 4. Trụ tâm cảnh tầng 5. Người đàn ông cười khẽ, Diệp công tử biết nhiều về yêu giáo của ta không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, người biết nhiều về ta không? Người đàn ông khẽ gật đầu, theo điều tra của ta, phía sau Diệp công tử có vẻ còn có một cường giả bí ẩn, là nữ kiếm tu đó, đúng không? Diệp Huyên hơi nhíu mày, người chỉ điều tra được một người. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, không phải một người. Diệp Huyên bật cười, các hạ tên gì? Người đàn ông mỉm cười, Vân Xuyên. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Vân Xuyên huynh, người đã biết ta sẽ tới vì vậy dẫn theo hai cường giả tầng 4 chờ ta ở đây, nhưng ngươi không trực tiếp ra tay, vì sao? Rất đơn giản, người không tự tin có thể giết được ta, ngoài ra nếu ta đoán không nhầm thì Vân Xuyên huynh chưa điều tra rõ về ta và thế lực sau lưng ta, người muốn đánh nhưng còn e ngại đúng không? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, cười trả lời, đúng. Diệp Huyên nói tiếp, bây giờ Vân Xuyên huynh lại càng dè chừng hơn. Vì ta biết yêu giáo, nhưng không sợ yêu giáo. Vân Xuyên khẽ cười, đúng. Diệp Huyên lại nói, vậy Vân Xuyên huynh muốn biết thế lực sau lưng ta không? Mọt ông lão phía sau Vân Xuyên chợt hờ hững cất lời, Vân Xuyên, nhiều lời với hắn làm gì? Giết luôn chẳng phải xong chuyện rồi sao? Hắn nói nhảm nhiều như vậy chắc chắn là định lừa chúng ta, sau đó thoát thân. Diệp Huyên liếc nhìn lão già kia, chết tiệt, hắn không sợ người thông minh, chỉ sợ kẻ liều lĩnh nói thông minh không thông minh, nói ngu lại không ngu như này. Vân Xuyên cười nhẹ, không biết thế lực sau lưng Diệp công tử là gì. Hắn ta không cảm thấy Diệp Huyên đang lừa mình, vì tất cả những dấu hiệu đều cho thấy phía sau Diệp Huyên thật sự có người. Diệp Huyên cười bảo, người đã từng nghe tới Liên minh Tam Kiếm bao giờ chưa? Tiểu Tháp. Vân Xuyên cau mày, Liên minh Tam Kiếm. Diệp Huyên cười hỏi lại, chưa nghe bao giờ à? Vân Xuyên do dự rồi lắc đầu chưa? Diệp Huyên cười nhẹ, xem ra cấp bậc của Vân Xuyên huynh vẫn chưa đủ. Vân Xuyên. Lúc này, ông lão bên cạnh Vân Xuyên trầm giọng lên tiếng, cấp bậc chưa đủ. Ngươi đang đùa gì đấy? Thế lực yêu giáo của ta trải rộng khắp chư thiên vạn giới, biết bao nhiêu là vũ trụ. Mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến Liên minh Tam Kiếm, ta thấy ngươi muốn sống nên mới lừa gạt chúng ta thôi. Nói rồi ông ta định ra tay. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay tới trước mặt ông ta, ông già, ông là cường giả tầng 4, chắc chắn hiểu nhiều biết rộng. Nào, nhìn thanh kiếm này của ta đi. Ông ta xua tay, lão phu không nhìn, lão phu muốn đánh chết ngươi. Nói xong ông ta lao thẳng về phía Diệp Huyên. Lực lượng hùng mạnh khiến cả bầu trời đều sục sôi. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, má ơi, kẻ liều lĩnh này từ đâu ra đấy? Đúng lúc này, Vân Xuyên lên tiếng, dừng tay. Nghe Vân Xuyên nói, ông lão dừng lại, quay đầu nhìn hắn ta, Vân Xuyên đang nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trước mặt. Ông lão khẽ cau mày, đang định nói thì Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, kiếm này do ai tạo ra? Diệp Huyên cười hỏi, ngươi đoán xem. Vân Xuyên nhìn kiếm trong tay, im lặng không nói. Đáy mắt hắn ta có thêm vẻ nặng nề. Một lát sau, Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, đúng là ta chưa nghe tới Liên minh Tam Kiếm bao giờ. Diệp Huyên nở nụ cười, Vân Xuyên huynh, thế này đi,
ba ngày nữa ta đích thân đến yêu giáo, chúng ta giải quyết ân oán giữa ta và yêu giáo các ngươi một lần, ngươi thấy thế nào? Vân Xuyên hơi nhíu mày, ngươi muốn đến yêu giáo của ta? Diệp Huyên cười ha hả, đúng thế, ân oán giữa chúng ta rồi cũng phải giải quyết mà, đúng không? Vân Xuyên im lặng. Diệp Huyên cười khẽ, đến lúc đó các ngươi sẽ được thấy thực lực của Liên Minh Tam Kiếm. Vân Xuyên nhìn Diệp Huyên, ngươi thật sự sẽ đến. Diệp Huyên suy nghĩ rồi bảo, ta lấy Liên Minh Tam Kiếm ra thề, nếu ta không đi thì ba kiếm tu của Liên Minh Tam Kiếm sẽ bị người khác đánh tiêu diệt thần hồn. Tiểu Tháp. Nhưng Vân Xuyên lại lắc đầu, Diệp công tử, nếu ngươi thật sự có thành ý thì sao lại lấy người khác ra thề? Ngươi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta lấy chính ta ra thế, nếu ta không dẫn người đi yêu giáo thì cứ để ta bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, thần hồn tan biến đi. Vân Xuyên im lặng. Lúc này, ông lão bên cạnh Vân Xuyên trầm giọng nói, Vân Xuyên, chúng ta cần gì phải nói nhảm với hắn? Ba người chúng ta liên thủ, hắn sẽ chết chắc. Nhưng Vân Xuyên lại im lặng. Kiếm. Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm Thanh Huyên trước mặt. Thanh kiếm này cho hắn ta một cảm giác rất tồi tệ, hắn ta biết nếu hắn ta ra tay giết Diệp Huyên ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ gặp phải nhân quả. Có lẽ người phía sau Diệp Huyên không thể tiêu diệt được yêu giáo, nhưng nếu đối phương không ngừng trả thù hắn ta thì sao? Chỉ cần bản thân được sống, người khác không quan trọng. Hắn ta giết và yêu giáo giết vẫn có tính chất khác nhau. Có những nhân quả, yêu giáo có thể gánh vác được, còn hắn ta thì không. Nghĩ thế, Vân Xuyên nhìn về phía Diệp Huyên, ta chờ ngươi ở yêu giáo. Diệp Huyên gật đầu, ba ngày sau gặp lại. Vân Xuyên xoay người rời đi. Ông lão ở bên cạnh Vân Xuyên hơi do dự, sau đó nói, cứ bỏ qua cho hắn như thế à? Vân Xuyên lạnh lùng nhìn ông lão, không phí lời một câu, hắn ta xoay người biến mất ở cuối chân trời cùng một ông lão khác. Ông lão đứng yên tại chỗ với nét mặt cực kỳ khó coi. Ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không định ra tay mà rời đi theo. Hai người Vân Xuyên không ra tay, thật ra một mình ông ta cũng không chắc có thể giết chết Diệp Huyên. Sau khi ba người Vân Xuyên rời đi, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ba ngày sau người thật sự sẽ đến yêu giáo sao? Diệp Huyên lạnh lùng nói, ta đi đâm đầu vào chỗ chết à? Dứt lời, hắn xoay người biến mất. Bên kia, sau khi đuổi kịp Vân Xuyên, ông lão không nhịn được hỏi, Vân Xuyên, sao cậu lại bỏ qua cho hắn? Vân Xuyên nhìn ông lão, khẽ thở dài, lão Lâm, ông nhìn thấy thanh kiếm kia không? Lão Lâm gật đầu, nhìn thấy, đúng là không tầm thường. Vân Xuyên nhìn lão Lâm, ông chỉ thấy là nó không tầm thường, còn ta lại thấy một người đáng sợ đứng sau nó. Lão Lâm nhíu mày, yêu giáo ta cần sợ người đó ư? Vân Xuyên khẽ thở dài, ta cạn lời với ông rồi. Nói xong, hắn ta biến mất ở cuối chân trời. Ông lão. Trong một tử quán nhỏ ở thành cổ. Bên ngoài trời đang mưa, người đi đường vội vã. Trong quán rượu, Diệp Huyên ngồi tựa bên cửa sổ, trước mặt hắn là một quyển trục màu đen. Bên trong là tin tức của yêu thần giới được hắn dùng một tinh mạch đổi được, rất chi tiết. Yêu giáo. Yêu giáo nằm ở yêu thần giới, dưới yêu thần giới còn có thập vực đại diện cho 10 yêu vương, mỗi một vị yêu vương có cảnh giới thấp nhất cũng là trụ tâm cảnh tầng 5. Chẳng những thế, mỗi một vị yêu vương còn thống trị vô số cường giả yêu thú. Ngoài thập vực còn có yêu thần điện. Trong yêu thần điện này có 4 điện chủ, 4 điện chủ là một nhân vật tựa như thần trong yêu giáo. Vì 4 điện chủ đều là trụ tâm cảnh tầng 6. Ngoài ra, 4 điện chủ còn quản lý cường giả tinh nhuệ nhất của yêu giáo. Có một điều đáng nói là Vân Xuyên kia là người của cổ yêu thần điện một trong tứ đại điện. Diệp Huyên lật tới trang cuối cùng chỉ có 2 chữ, giáo chủ. Mà ngoài 2 chữ này thì không còn gì nữa cả. Giáo chủ. Giáo chủ yêu giáo thần bí đến mức nào? Có thể nói, ngoài 4 điện chủ, toàn bộ yêu giáo không có ai từng gặp vị giáo chủ này. Nếu không vì hàng năm 4 điện chủ đều phải lạy chầu giáo chủ này, thì thậm chất rất nhiều người đều cho rằng hoàn toàn không có giáo chủ. Diệp Huyên đóng quyển trục lại, im lặng. Một lát sau, hắn cầm chung trà trước mặt lên nhấp một ngụm,
sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Dưới tình huống không gọi người, hắn có thể chiến thắng yêu giáo này không? Có thể không? E là hơi khó. Hắn vốn cho rằng Vân Xuyên cũng có thể xem như cấp cao ở yêu giáo, nhưng bây giờ xem ra ở yêu giáo, hắn ta chỉ có thể xem như một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Diệp Huyên trầm tư một lúc lâu, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận. Không thể đánh lại. Vẫn nên trốn thì tốt hơn. Diệp Huyên đứng dậy muốn rời đi, sau khi ra khỏi cửa tử lầu, hắn đang muốn ngự kiếm rời đi thì lúc này, hắn chợt quay đầu nhìn sang bên phải. Trên đường phố ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một cô bé trông không lớn lắm, chỉ khoảng 11-12 tuổi, cô bé mặc một bộ quần áo rách nát, ngồi xổm trên thềm đá, trước mặt để một cái bát vỡ, trong bát có mấy viên linh thạch vụn vỡ. Trên con đường vắng vẻ này, trông cô bé cô đơn đến lạ. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt cô bé, lúc này, cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, không nói một lời. Diệp Huyên cẩn thận quan sát cô bé đột nhiên hỏi, ngươi nhìn cái gì, chưa từng gặp ăn mày à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 189.